lúc mà chúng ta trước khi bắt đầu chương trình chúng ta làm quay với nhau chút. Mình là Hà Thị Nguyên, là người sáng lập Bookmaster và cũng là người chịu trách nhiệm chính của tổ sách văn hóa ẩm thực của Bookmaster. Đây là bạn Sophia Mo, một bạn là một chuyên gia về Ayurveda mà đồng thời cũng là một cái người mà nghiên cứu chuyên về cái mảng dinh dưỡng với những cái vấn đề về chữa lành tự nhiên ở Bookmaster. Đây là bạn Hà Nguyên, là dịch giả quyển sách. Hôm nay thì chúng mình tổ chức một cuộc trò chuyện tìm hiểu về một quyển sách mà mới xuất bản của Bookmaster vào khoảng tháng 10. Đấy là cuốn Hoa thảo của Nguyễn Trọng Tràng. Thực ra đến với buổi hôm nay thì có khá là nhiều bạn bè, rất nhiều anh chị ở trong làng trà. Và thực ra có một người mà đã giới thiệu với Bookmaster cuốn sách khoa học của nghệ thuật trà của anh Tony Ghibli, anh tác giả. Thì đấy chính là anh Phan Anh Ngữ. Anh Ngữ thì là chủ một cái hiệp hội Bosti, là hợp đồng trà sạch Việt Nam. Và anh ấy phát triển cái dòng trà organic để xuất khẩu châu Âu và Mỹ. Và trong đấy thì anh cũng có một cái nhóm là bán cho cái người Việt. Chắc là để mở đầu chương trình, mời anh Ngữ có thể chia sẻ một chút về câu chuyện của anh và những cái quan điểm của anh về trà. Cảm ơn Nguyên. Còn hôm nay là mình rất là vui vì là thực ra nói thật là bọn mình nếu mà thường là dân trà mà ở đây bên cạnh mình là bạn truyền vô tứ trà, nếu mà hôm nào mà họp trà mà pha trà mà được đông vui thì quá hình tượng đúng không? Hôm nay không biết là đến là vì bạn Nguyên rất là dễ mời hay là các bạn yêu trà yêu sách thì không biết, cũng rất cảm ơn mọi người đã quan tâm đến trà. Khi di chuyện mà Nguyên vừa giới thiệu ấy thì mình có đưa qua thì cái bạn Tony Gabri là cái bạn rất là thú vị, tức là anh ấy là người là dân IT và ông ấy hiện nay cũng kiêm sống chính bằng nghề là gọi là cyber security, tức là làm an ninh mạng cá nhân cho mấy cái hộ đầu dầu đấy, và anh ấy kiếm tiền bằng cái đó. Và anh ấy, nhưng mà anh ấy rất là khó chịu. Ông ấy vẫn tham nghiệm với mình là người ta chỉ biết tớ thông qua cái chuyện cái quyển sách trà thôi. Là ông ấy rất là mê trà và mê đến một lúc thì anh ấy bảo là nếu mà muốn tìm một cái tài liệu để mà tra cứu nhanh giống như dân IT họ vẫn dùng về trà thì không có, đấy là Mỹ nhé, đấy là Mỹ. Và anh ấy mới viết quyển đó. Và cái quyển đấy là cái quyển rất hay, là được cái festival ở Chicago họ tặng một cái giải về sách rất là nổi tiếng. Và từ đó thì là anh Tony anh ấy được rất nhiều người biết, nhưng chỉ vì quyển sách trà thôi chứ không vì anh ấy, là không phải vì anh là cái IT rồi. Thế đấy là một. Cái việc thứ hai thì cái duyên thì cũng kể qua các bạn thế này, tức là 2019 và tớ sang một cái festival trà Chicago ở Mỹ. Thế thì mình thấy rất tò mò là tự nhiên là thấy có một cái người đăng đàn là sẽ giới thiệu về trà Việt Nam ở đấy. Và các bạn biết không, tức là hôm ấy là anh Tony này, anh ấy chưa giúp mình chưa sang Việt Nam bao giờ nhé. Và một chị người Úc, chị mới sang Việt Nam đúng một lần. Và hai anh chị đấy là người đăng đàn để giới thiệu của trà Việt Nam. Đấy. Chuyện rất kỳ lạ. Thế mình chính vì thế mình mới tò mò, mình đến tìm hai anh chị đấy. Và câu hỏi đầu tiên thì hỏi là sao mà ông bà biết cái gì mà chạy về trà Việt Nam. Thế nhưng mà như thế thì mình thấy là có một việc thế này. Sáng nay thì mình có nói chuyện với Nguyên. Mình thì đặt ra một cái bệnh nghề thôi. Tức là mình có thấy rằng là có hai thứ giữa sách và trà nó tương đối gần giống nhau. Ở cái một điểm thế này, ở người Việt Nam thì người Việt Nam phần lớn mọi người Việt Nam nghĩ là người Việt Nam rất là hiểu về trà và uống nhiều trà. Cũng như là có một số người nghĩ rằng là người Việt Nam là đọc nhiều sách chẳng hạn. Nhưng mà theo tôi nghĩ rằng là hiện nay cái văn hóa đọc cũng như văn hóa uống trà ở Việt Nam
là nó chưa đủ rộng, chưa đủ rộng. Đó. Và rất mong là chúng ta gặp nhau thế này, chia sẻ, và rất mong là cái văn hóa vũ tràng cũng như văn hóa đọc là nó được phát triển hơn nữa ở Việt Nam. Người Việt Nam hiện nay xin thưa các bạn là so với người Trung Quốc ấy, chúng ta chỉ uống bằng là có lẽ khoảng 1/7, tức là người uống tính trung bình, tính trung bình người Trung Quốc người ta uống là gần 2 cân một người, trong khi người Việt Nam là tính trung bình khoảng độ chắc là được 3 lạng rưỡi. Đấy. Và trong khi đấy thì cũng nói là các bạn là giá rẻ Trung Quốc rất là cao, 5 đến 10 lần so với Việt, đấy là ít nhất. Thế còn cái phần nói chuyện về sách thì để Nguyên phát biểu thêm. Còn đấy một lần nữa rất mong các bạn là có câu hỏi gì các bạn cứ hỏi. Ở đây thì bạn truyền tớ thì là sản xuất trà, nhưng mà bạn truyền thì là cái người mà bạn ấy học trà, và chắc chắn các bạn có rất nhiều câu hỏi với anh Trường. Cảm ơn anh Hương đã giới thiệu anh Truyền của em. Anh đây là anh Nguyễn Truyền, không biết là thế hệ của anh là gì, nhưng mà mọi người hay gọi anh Truyền thôi. Anh ấy là cái người một trong số những người sáng lập Vô Tứ Trà. Vô Tứ Trà là một cái thương hiệu trà mà tập hợp rất là nhiều những dòng trà ngon ở Việt Nam, đi theo hướng đặc sản. Và anh Truyền cũng có tham gia vào cái quá trình sao chế thẩm định trà. Đặc biệt là cái không gian trà của anh ấy thì nó là một cái chỗ tụ điểm của rất là nhiều các anh chị làm truyền bá văn hóa đọc Việt Nam hiện nay, như anh Thạch, anh Nguyễn Quang Thạch, anh Nguyễn Quốc Vương, chị Hoa Phượng, đây là các thay trường giao lại đấy. Ở cái không gian đấy, không gian mà mọi người uống trà tùy tâm, mọi người hay donate tùy tâm theo chủ để kiểu có thể trải nghiệm đó. Cái không gian cũng nhỏ hơn nhưng mà khá là dễ thương. Hôm nay thì anh Truyền là cái người mà đã hỗ trợ Bookmaster giới thiệu về cái quyển khoa học nghệ thuật trà rất là nhiệt tình. Anh rất là yêu thích và anh ấy cũng nhận định là cái quyển mà nó cũng đang chiếu ở thị trường Việt Nam thì rất ít, ở Việt Nam rất ít quyển mà đề cập đến văn hóa trà ở khía cạnh khoa học. Và anh cũng rất là hỗ trợ Bookmaster để lan tỏa sự kiện ngày hôm nay. Bây giờ thì xin mời anh Truyền có thể chia sẻ một số những câu chuyện và từ cái quan điểm của anh về trà. Cảm ơn Nguyên, cảm ơn anh Dũng, mọi người rất là có công mang cuốn sách giới thiệu cuốn sách này cho người cả Việt Nam, và cảm ơn Nguyên và bạn Hà, bạn Ngang Nguyên và người đã có thể cô tham ý kiến học tiếng Anh tiếng Việt cho mọi người học. Chào các cô và các anh chị. Tôi giới thiệu là mình tên là Nguyễn Văn Truyền, sinh năm 81, thì hiện tại mình đang mở quán trà tên là Nam Trà ở bên Mỹ, thì có thể tìm cái website www.trà.com. thì cái quán trà mình cũng mở được từ 4 năm, từ 2020. Thì bởi vì mỗi khi mình quán trà ra thì xuất phát từ việc là muốn cho một không gian cho mọi người ngồi thiền, tại vì thấy cái lợi ích của trà hay quá. Thế sao muốn mọi người được dùng trà nhiều hơn, được tiền nhiều hơn, nên là mình mở quán trà ra, không nghĩ một cái kinh doanh. Thế sau càng ngày nó càng to ra thì là ra mở quán thật. Thì trong cái thời gian từ lúc bắt đầu thay mây trà này thì nó cũng trong thức ngày thức đêm và tìm những cái tài liệu về tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Hoa, mình khá rất nhiều đến bây giờ. Trong cuốn mình chắc là đến tầm mấy trăm nghi, tầm mấy chục nghi cả tài liệu video tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Việt ra, cả sách, các quyển sách PDF các thứ rất là nhiều, nhưng mà nó có nhạc vô cùng. Nhưng khi nhìn thấy cuốn sách này thì nó như là một cái sự tổng hợp chính xác nhất những thứ gì mà người đang biết, nó cô đọng, gọi cô đọng. Thế là thành ra đây cũng là em cũng là một người cũng hay phát động những cái về khuyến đọc. Thế là cùng một công thì vừa làm cho người đọc đến cuốn sách hay giá trị nhất về trà, và cũng thúc đẩy thêm mọi người đọc sách nhiều hơn, và cũng thông qua đọc sách nhiều hơn thì biết đến Bookmaster và đến người nhiều hơn. Còn về không gian trà thì
bổ sung thêm một chút nữa là về cái ngoại viên nói là tôi hết quý tâm thì cũng hết quý tâm, nhưng mà toàn bộ những cái mọi người tôi hết cho thì sẽ chuyển cho quỹ sẽ có lương vôn và sẽ có hồi phúc, chứ ở vấn trà là không dùng cái mối tôi hết cho cái cá nhân cho quán của mình, tại vì hoạt động thì việc lấy tượng trà nó ấm nhiệt, trải nghiệm ấm nhiệt, trải nghiệm kia thôi cũng đủ chi phí hoạt động được. Nhưng còn lại là cũng không qua được đôi hết một kỳ tâm để cho hai cái yêu cầu là đôi đôi thì để sao xã hội thì có thể đi cho nên chị hết mình được chia sẻ. Mình thêm một chút thông tin nữa, thông tin nữa cái này thì có lẽ các bạn nên viết một chút, tức là anh Tony Gabri thì anh ấy sau khi viết quyển sách trà đó thì anh ấy lập cái hội, nó là hiệp hội trà đặc sản Mỹ. Đấy, American Specialty Alliance. Trước đấy ở Mỹ nó có nhiều hội trà, nhưng hội đấy là hội công chủ lớn, kiểu như Unilever hay là Dimati chẳng hạn của vậy. Thế thì cái hiệp hội này của anh này là anh ấy tập hợp những chuyên gia về trà, và các anh ấy làm việc rất thú vị, tức là có một cái trang Facebook hiện nay của anh đang chạy là TEPQ. Có thể là chút nữa là nếu bạn nào chưa tới thì tớ chỉ cho. Tức là trên cái trang đấy thì anh ấy làm một việc rất là hay, tức là những nhà sản xuất mà tớ sẽ gửi mẫu sang cho anh, xong rồi ký hiệp hội đó họ sẽ test và họ cho điểm trên thang 100. Đấy, với rất nhiều người thì có lẽ là cái chuyện đánh giá trà qua vòng hương hoặc các thứ thì là hơi phức tạp hơn, nhưng mà qua cái chuyện đánh điểm thang 100 ấy, đấy thì chắc là các bạn sẽ tìm được rất nhiều thông tin về các loại trà khác nhau trên thế giới chứ không phải chỉ ở Việt Nam. Đấy, thì nếu mà anh Tony Gabri thì các bạn chú ý là có cái trang Facebook rất hay như vậy, ngoài cái quyển sách này. Anh Tony thì chắc là cũng sắp tới anh sẽ ra quyển sách là Hà Giang, để trả Hà Giang. Đấy, nhưng mà không biết là bao giờ thì phải có. Và cũng phải nói thêm, tức là mình phải giới thiệu ngược lại Book Hunter một chút. Tức là bọn mình thì rất là mong Book Hunter là dựng được một cái tủ sách YouTube về trà cà phê, và rất là mong nếu các bạn có sáng kiến dạng như là có những quyển sách nào hay đúng không về trà hay cà phê thì rất mong các bạn là chia sẻ, bởi vì là Việt Nam rất là thiếu một cái tủ sách như vậy, là tủ sách mà viết về trà và cà phê một cách khoa học đúng không? Có đủ đầy đủ thông tin, dễ tra cứu, và có lẽ rất là mong cái quyển này cũng sẽ là một cái quyển mà gọi là một viên gạch đúng không, xây cái tủ sách này cũng rất có ơn nhé. Cảm ơn anh Lữ. Thời gian hôm nay thì còn có anh Phạm Tuấn Anh, một người mà rất phát triển rất giống anh Tony, dân công nghệ nhưng mà lại đi theo hướng cà phê đặc sản. Anh ấy đi theo hướng cà phê đặc sản nhưng mà lại yêu thích trà. thì hy vọng là lát nữa trong quá trình trao đổi khi mà bàn về các vấn đề về khoa học của nghệ thuật trà thì anh Tuấn Anh có thể đưa thêm một số ý kiến của anh, bởi vì cà phê thì nó đi trước trà của mình ở cái khía cạnh khoa học. Hiệp hội cà phê đặc sản đi vào khoa học từ rất là sớm, trà thì đi bằng cảm nhận và nghệ thuật nhiều hơn. Và chỉ trong những năm gần đây khi mà kiểu những người phương Tây họ đi vào nghiên cứu về trà thì bắt đầu có những cái viên gạch đầu tiên của khoa học trà bắt đầu xuất hiện, và anh Tony thì là một trong những người có thể gọi là đi đầu trong cái xu hướng đó. Và cho nên chúng ta thấy rằng là bản thân các sách về khoa học về trà rất là ít, không phải chỉ ở Việt Nam đâu mà ở Tây Nguyên, những cuốn sách về trà phương Tây cũng như vậy, bởi vì nó còn đang rất là mới, và đương nhiên sẽ có rất là nhiều thứ tranh cãi, và nó cũng khác với các quan điểm của Trung Quốc nữa. Bởi vì Trung Quốc họ có một cái hệ thống riêng, một quan điểm riêng, và họ nhìn trà theo góc nhìn của đông y. Nhưng mà khi mà đưa ra phương Tây thì nó có những cái khác biệt. Chính những cái sự khác biệt và những cái vấn đề của việc là đi đầu của khoa học về trà, cho nên nó gây ra khá là nhiều rắc rối và mâu thuẫn. Và cái sự rắc rối mâu thuẫn này nó thể hiện rõ ngay ở trong cái quá trình mà Book Hunter dịch cuốn sách này. Ban đầu thì là nó rất là dễ,
bởi vì bản thân ở Búc Hát Tơ là một nhóm mà mọi người đều lên thích trà. Ví dụ như mình quen Sophia Ngô ở quán trà rồi cũng kết nối với nhau bằng trà, rồi có một bạn vợ biên tập tiếng Trung cũng Hát Tơ, thì cũng là cái người mà dạy hàng nguyên về dịch kỹ thuật tiếng Trung, thì mình cũng kết nối với bạn ấy ban đầu bằng trà. Và bạn lúc đấy bạn đang du học ở Trung Quốc và bạn ấy rất thích, bạn ấy không thích uống trà nhưng bạn thích hít luôn trà, thì bạn ấy cũng mang tặng khá là nhiều trà. Thì sau khi mà bạn ấy nghỉ ở Trung Quốc thì bạn ấy về làm bạn tơ, thì cũng là một cái sự kết nối hay ho. Rồi cho nên là có thể nói là cái bầu không khí của bạn tơ thì nó rất là mặn tính trà, và kiểu những cái cuộc team building hoặc là mọi người thì gọi team building với bọn mình thì nó là những cái cuộc trà, những cái buổi chiều khi mà kiểu chán việc ấy, thì mọi người lại trà chiều với nhau, nó thành một cái thói quen á. Thì trong cái quá trình mà dịch cái cuốn sách khoa học của nghệ thuật trà, nó phải bọn mình phải xử lý rất là nhiều những cái sự khác biệt của những cái quan điểm truyền thống của Việt Nam cũng như là phương Đông về trà, từ những thuật ngữ cho đến những quan điểm dưới cái góc nhìn khoa học của phương Tây. Vì khi mà nói chuyện với anh Tony thì thấy rằng anh cũng rất là quan tâm đến cà phê đặc sản, và anh ấy cũng thấy rằng là kiểu anh rất là nỗ lực trong cái việc là làm thế nào để làm được cái bảng khẩu vị trà giống như cà phê đặc sản, nhưng anh ấy bảo là điều ấy rất là khó, bởi vì trà nó cái hương vị nó quá phức tạp. Và anh Tony, anh trong quyển sách anh cũng gọi là trà là cái thức uống đặc biệt ở trên thế giới, mà thậm chí anh có đánh giá cao hơn cả rượu vang, hơn cả cà phê ở cái độ phức tạp của hương vị, anh gọi là bậc thầy của hương vị đúng không? Bậc thầy tối thượng của hương vị, kiểu phù thủy tương thượng. Và anh thấy rằng là kiểu nó vượt ra khỏi những cái cách mô tả thông thường. Ví dụ như khi mà mình uống cà phê, mình có thể liên hệ uống rượu vang, mình có thể liên hệ với trong cái cổ hương vị là có cái này kia quen thuộc, gần giống với, ví dụ như uống hương cà phê, cà phê nó tạo ra cái ấn tượng hương hoa hồng hay là hương chuối các thứ, hoặc là vị chua của berry các thứ. Nhưng trà thì rất là khó để gọi tên, bởi vì nó không rõ ràng như vậy. Và thực ra là bản thân người phương Tây ấy, khi mà họ, đặc biệt là anh Tony là người Mỹ, những bạn nào đã đi Mỹ thì các bạn đều sẽ biết rằng là đồ ăn ở Mỹ rất là chán. Nó rất là bào mòn về mặt vị giác và khứ giác. Thì cái sự xuất hiện của trà ở một cái đất nước mà khứ giác và vị giác bị bào mòn như vậy, thì nó để có những người mà cảm được thì vô cùng khó khăn. Và thực ra thông qua anh nữ thì mình có tiếp xúc với anh tôi cũng như là một chị tên là chị Adriana. Thì thực sự là mặc dù là người phương Tây nhưng họ nghiên cứu về trà phương Đông thực sự thực thụ là như những ta thụ, họ nghiên cứu rất là sâu, rất là khoa học, rất là bài bản. Và đương nhiên nó sẽ có những cái như mình đã nói là nó sẽ khác biệt. Và bây giờ chúng ta sẽ trò chuyện với hai diễn giả. Thực ra hai nhân vật này là hai nhân vật mà vật lộn với quyển trà, bởi vì Hà Nguyên thì là người dịch cuốn này. Và bạn Sophia Ngô thì bạn ấy là cô giáo dạy quản trị kiến thức cho Hà Nguyên, và kèm nữa là dạy yoga cho Hà Nguyên nữa. Thì bạn ấy cũng theo sát Hà Nguyên, và kiểu thông qua quá trình dịch cuốn trà này thì bạn ấy học luôn về khoa học. Những cái gì mà các bạn ấy không thích học thì bây giờ vào cuốn trà cả hai cô trò đều phải học, cho cái cụ thể là hóa học. Mình cũng nói thêm một chút là bạn Hà Nguyên là mình thì bạn ấy đi theo con đường homeschooling và trải nghiệm học thông qua kiểu trải nghiệm thực tế, và bạn ấy học những thứ các bạn ấy muốn. Đấy là cái mô hình mà giáo dục Búc Hát Tơ, nếu như bạn nào đã Búc Hát Tơ sẽ thấy ở mình giao rất là nhiều sách homeschooling cổ vũ theo truyền thống này. Bạn nào có thiên hướng gì thì sẽ học chuyên sâu về
Vì cái đó là theo hướng là tự học thông qua thực hành, thay vì là tự nắm chung trong những cái chương trình training của nhà trường. Và cái cuốn trà này là một quá trình để thắng học và luyện tập. Bạn ý đã một thời gian dài học tiếng Anh, học tiếng Trung. Đặc biệt là tiếng Trung thì họ thì thực ra là dùng tốt hơn tiếng Anh. Nhưng mà dùng tốt tiếng Trung nhưng mà chưa dịch được tiếng Trung, vì tiếng Trung khó hơn tiếng Anh rất là nhiều. Trung khó hơn rất là nhiều. Thì trong một số những cái khái niệm ở trong này thì bạn cũng xử lý và đối chiếu lại. Bởi vì khi mà Anthony anh là người Mỹ, anh ấy không biết tiếng Trung, anh tiếp xúc qua cái tương tác với người nước ngoài, tương tác của Trung Quốc thông qua tiếng Anh và qua đội ngũ dịch, cho nên là sẽ có một số từ mà nó anh ấy hiểu sai hoặc là anh ấy phiên âm sai, thì đấy cũng là một cái quá trình mà hàng như nó cũng phải đối chiếu lại. Có lẽ là hàng như là Sophia gửi lời chào đến cô giáo trước đi. Dạ, xin chào tất cả mọi người ạ. Chắc chị Hà thì bên này chị đã giới thiệu mình rồi. Mình là Sophia Ngô. Mình có tham gia cùng Hà Nguyên trong cái hành trình mà theo bạn ấy dịch cái cuốn sách này. Thì trong cái hành trình đó cũng là cái hành trình mà mình cũng học. Bởi vì là giống như kiểu là mình nhìn lại cái chặng đường mà mình bắt đầu vào cái việc công việc dịch sách ấy, thì ngày xưa cũng là các anh chị ở Book Hunter dẫn dắt cho mình để mình dịch. Thế đến bây giờ khi mà mình dẫn dắt cho Hà Nguyên thì mình mới hiểu là ok, ngày xưa bảo sao mình hay bị mắng. Thì gần giống như kiểu mình ôn lại những cái cách mình đã học và mình hệ thống lại để mình biết được cách là mình nên dạy lại cho người, truyền đạt lại cho người khác, chia sẻ lại cho người khác những cái trải nghiệm của mình như thế nào ấy. Thì bắt buộc là phải tham gia vào cái hành trình đó thì mới hiểu được, chứ còn chỉ ngồi nói mồm kể ra không thì nó không mang tính từ tổng kết. Và ngoài ra thì cũng như chị Hà Thủy Nguyên nói đấy, là trong cái quá trình dịch cuốn Hà Nguyên dịch cuốn sách này thì mình cũng có cơ hội được học cùng Hà Nguyên với một cái chương, đấy là chương về hóa học. Nên Hà Nguyên đã tắc nghẽn ở đấy rất là lâu và bản thân mình cũng phải tham gia vào dịch cùng, xong mình cũng bế tắc cùng, nhưng mà hai người phải mất một thời gian để đi qua được một cái chương về hóa học. Thì chắc là để bắt đầu thì để cho Hà Nguyên tránh bị cảm giác giống như là kiểm tra 15 phút đầu giờ, thì chúng ta sẽ giao lưu với Hà Nguyên trước một chút để Hà Nguyên chia sẻ xem là Hà Nguyên đã tiếp xúc với văn hóa trà từ khi nào. Hà Nguyên có thể kể cái hành trình mà Hà Nguyên đã tiếp xúc với văn hóa trà không? Cứ bình tĩnh, nói to lên. Cảm ơn người Hà Nguyên. Thì con bắt đầu tiếp xúc với văn hóa trà là từ 2018, khi mà con đi đến quán trà bánh về làm gì. Tiếp xúc đầu tiên là về văn hóa trà Anh. Sau đấy 2 năm sau con bắt đầu tiếp xúc với văn hóa trà của Trung Quốc. 2020 nhỉ? 2020. Thế hành trình của 2020 thì Hà Nguyên đã có những cái điểm hành trình nào trong cái năm đó? Lúc đấy là con bắt đầu đi đến quán của Sao Phương Đông, xong rồi con tiếp xúc với Tao Nguyên là Tao Nguyên. Ở Sao Phương Đông thì Hà Nguyên uống trà gì ở đấy? Rồi ở đấy thì con cũng không nhớ là con uống những trà gì, nhưng mà thường thì là trà thuốc của trà thảo dược, trà thảo dược ở đấy. Sau đấy tầm giữa năm 2020 thì con gặp cô Sophia ở một quán trà. Đúng không? Chúng mình gặp nhau ở quán trà đúng không? Sau đấy gặp nhau ở trường. Gặp nhau ở trường. Hà Nguyên ở trên trường thì Hà Nguyên có học trà trên trường không? Cô nghe nói hình như là trên trường Maya là đợt đấy là ở xưởng Hà Nguyên là có học về pha trà cho Trung Thu đúng không? Vâng. Nhưng mà được đúng hôm Trung Thu học pha trà thôi, sau đấy về sau bọn con làm dự án khác. Có cả các bạn cấp 1 cũng học pha trà, thế thì các bạn đấy cấp 1 đấy là sẽ là do ai hướng dẫn pha trà? Con hướng dẫn. Con hướng dẫn. Trải nghiệm khi ấy thế nào? Con thấy có biết nói sao, tại vì nó khá là căng thẳng, tại các em ấy khá là kiểu không tập trung được, nên là
có hơi to tiếng một chút. Vừa to tiếng vừa pha trà. Thế không hay to tiếng như thế nhưng mà trà uống thế nào? Còn nó không nhớ nữa. Nhưng mà vị trà thế nào? Chắc vẫn ổn ạ. Không ai chê đúng không? Tại vì hôm trung thu thì con không trực tiếp pha trà. Nhưng mà mấy hôm tập thì sao? Mấy hôm tập thì con chỉ hướng dẫn các em thôi. Tại vì con với một bạn nữa là lên chương trình của pha trà. Thế có phải uống thử không? Khó ạ. Trải nghiệm uống thử trà của bao nhiêu em nhỉ? Mười mấy em pha thì như thế nào? Cũng được. Cũng no. Nó có khác biệt nhau giữa các em sao? Thôi lúc ấy thì con không cảm nhận được sự khác biệt giữa các em pha. Thì biết các em làm đúng nước thôi. Đúng nước những gì mà con hướng dẫn ra vào đấy con chỉ biết pha đúng nước. Tức là một buổi chiều là thử mười mấy vị đúng không? Vâng. Chắc ở đây có nhiều anh trong làng trà là cũng trải qua cái cảnh nếm thử trà, có thuộc nào đã nếm thử những người pha trà mười mấy người chưa ạ? Anh dạ, vừa nãy là Hà Nguyên đang kể là ngày xưa Hà Nguyên dạy trà cho các em nhỏ ở trên trường, thì bạn ý một buổi chiều các bạn sẽ đến mười mấy người pha trà theo các vị khác nhau, thì không biết là cái trải nghiệm khi mà đến thử trà của anh, khi mà anh những cái lần mà anh nếm thử đấy như thế nào? Cho nên mình nói về nếm thử, nó có nhiều cách nếm thử trong nhà máy, trong xưởng của người khác. Lúc khi yêu cầu là có thể hãm độ rất cao và hãm rất lâu để xem là cái trà này nó có lộ ra cái chất gì, cái gì cảm giác thì không, còn nếm theo từ từng bước để xem cái loại này ngon loại này hay không, nhưng mà pha nhiều thấp mà là hãm nhanh là thì uống nhiều được, thì nhiều quán trà của mình thì có đây nó có với ngày cái buổi chiều như kiểu như này tài chiều ở khu trà và chiều như hàng tuần là sẽ tổ chức tài chiều, thì thường trung bình là tầm uống tầm bốn, bao giờ tầm bốn loại cơ bản, bốn loại cơ bản, nhưng trước đấy này một người đến sớm này uống ba bốn loại rồi, và sau đấy là đến bốn loại chính, và sau đấy một người còn ở lại sau nữa thì lại uống ba bốn loại khác. Thì nhà mình có tầm 40 loại trà này, toàn bộ trà gì đấy thôi, là có thể là lúc tùy theo chủ đề ông ấy nào để tâm trạng hoặc là để pha theo cái loại có phù hợp, nên có thể trong buổi chiều thì cộng lại các cộng tầng hơn chục loại mà nhiều người có thể uống từ buổi tối đây một số bạn như là không ăn cả ngày sơn này, còn sơn này như chiều là không đến thì cũng phải tập trung được đấy, uống có thể là từ tầm 1 giờ tới 5 6 giờ có thể uống buổi tối. Thế là một ngày trung bình quán trà nhưng mà có thể ngày nhiều như này, kiểu như này thì có thể uống tầm 3-4 lít nước một ngày. Lít nước trà có thể là tầm 2 lít. Các bạn thì một buổi chiều ấy, thì là các bạn sẽ nghĩ là uống được mấy loại trà là vừa. Cái này tớ cũng tranh thử với hỏi ngược lại một chút. Như em này thì theo uống được 3 loại rồi. 3 loại. Hơn nữa là hơi dối lưỡi rồi. Ba loại đúng không? Thế có ai có con số ít hơn hoặc nhiều hơn? Tháng nay một buổi chiều uống được mấy lạnh? Một hai. Mình có một bạn ông ấy nói là ông ấy mê trà lắm. Thế thì mình gửi cho một bộ mẫu cũng mười mấy loại đấy. Mà mình nghĩ là chắc là ông chỉ độ 2-3 ngày thì ông ấy uống hết thôi. Thế nên tôi thấy là cũng một tuần nó không thể uống một loại. Sao ông sẽ quyết định là cái loại này có thích không? Cũng được khoảng hơn một tháng đấy. Mà ông chưa lấy lại xuôi hết xong cái loại đấy. Thế nhưng mà cái lúc mà bọn tớ mà mình làm ở công ty trà và hồi đầu thì được một anh ở bên Nhất Tâm Ấn Độ. Thì anh ấy dạy nghề. Thì anh ấy nói rằng là một cái buổi một tuần trung bình là anh ấy là có hai cái buổi đấu giá đấy. Và trước buổi đấu giá đó là trung bình anh sẽ uống 400 loại, anh sẽ thử 400 loại đấy, cũng chưa bao giờ mình uống cái nhiều như vậy, và chắc là sẽ chắc là độ vài chục loại, 30 loại là khó rồi đấy. Nhưng mà mình đoán rằng là chắc là một buổi chiều có 3-4 loại vừa, rất đoán thế. Thế nếu mà mọi người mà uống 3-4 loại mà vẫn không được tốt đúng không?
thì cái cỏ nó là cá phủ. Cá phủ rồi đấy. Anh Tuấn Anh chuyên gia thử nếm cà phê, không biết là trong một ngày anh phải thử nếm bao nhiêu loại cà phê, và anh đã bao giờ thử nếm trà chưa? Trà thì có một cái cơ hội để thử. Thế là mình nhớ cái khoảng 10 năm rồi đó. Những cái bộ có mùi ở cái Team Master thì mình thử mình cho cái phần liên quan đến Tester. Mình không nhớ là bao nhiêu mẫu đấy, và đấy là cái lần chắc là duy nhất mà mình thử, thế là phải tập trung hơn nhiều. Còn bình thường thì uống cũng như mình cũng ngồi với hai bên rất là nhiều, thì mình uống như vậy mà không lo, không đúng phải làm cái tính. Và nếu mà về cà phê thì mình nhớ những cái lần mà nhiều nhất thì mình cũng mới tầm độ khoảng 15-16 mẫu trong một buổi, nó tầm khoảng độ 3 tiếng. Nghe thì căng luôn. Chắc mình chia sẻ thêm một tí. Ở nhà trường thì trước là chúng mình nếu mà có thời gian rảnh thì sắp xếp được, tại vì không đi quá thì sẽ hay làm kiểu là cho bốn lỗ trà, xong rồi kép đi cùng một trà thì hoàn trà cùng có lo. Thì các loại trà đấy, đây là cái tính theo chủ đề đấy, mình làm được rất là tầm mấy chục lần rồi. Đây chủ nhật nào cũng làm nên là rất là nhiều. Nhưng mà mình cho bốn loại trà khác nhau thì mình sẽ sắp xếp này, có trà khô này, và mã trà này, và nước trà này, thì mọi người sẽ có 12 cái cây vật đấy, mình sẽ có bốn cái khác nhau, bốn loại khác nhau, để sau mình được sắp xếp là đúng là cái mã trà, nước trà và cái trà khô thẳng hàng nhau thì chắc thì sẽ được giải. Còn mỗi lần vâng, thì lần trước có một lần thì anh cũng lên khảo sát trà thì cũng nên thử cái đấy, có loại hồng trà, có loại hồng trà, bạch trà, cứ để được thử. Thì những phần lớn như người được giải đều là những người uống trên một năm trở ra, thì họ có trải nghiệm của bản thân rồi, thì họ uống bát thì họ biết ngay, thì họ không bị cái đợt dưỡng. Một người có thể là mình uống được một cái gì ở một cốc nhỏ, nó múc cái nước vào trong cái cốc nhỏ nó uống. Nhưng mà sau đó người đã trà đầy trước đấy, mình đã cho hướng dẫn rồi, và mình được đánh giá kỹ là mình kỹ là cần thiết cơ bản ghi chép lại, tại vì nó là phần thưởng về một hai gói trà, nên là mọi người cũng chỉ là bán tay. Rồi tiếp theo. Hôm nay anh Truyền có chuẩn bị 6 mẫu trà. Chắc là cái phần mà test trà khô cũng là một trong những cái khâu của trải nghiệm trà, đúng không ạ? Rồi thử trà, em có thể giới thiệu với các bạn của em. Đây chắc là mình sẽ đi cầm cái đây không, em có cái này, có cái bản để cầm đấy đi, em có cái gì không để không có mình. Nếu bạn nào muốn thích mình sẽ kiểm tra lại những cái con đường thì có thể ra quầy của anh chưa. Hôm nay đóng em bật mí một tí rồi đấy à. Và nhớ lấy một túi trà ra. Các bạn có thể gửi thử các bạn có thể lại nha. Trên cái tiệm này thì nói thêm một chút là trên thế giới chia ra làm 6 loại trà chính, thì có lục trà, bạch trà, hoàng trà, hồng trà, ô long với cả trà củ chí. Thì ở đây thì có này, đây có là 7 loại thì cái bánh trà như kia là về 8. Thì như vậy ở đây cũng sẽ có mấy cái cùng nhau, như là cái ô long thì có ô long xanh, long đỏ này. Đây là có lục trà, ở cái trà xanh thì có trà xanh của Sang Đức, trà xanh Trung Tây Nguyên. Thì đấy là những cái trùng hợp, thì đấy là để có 6 loại chính mà cái tay bên chúng ta có làm cả. Trong quá trình mà mọi người thử ngửi hương và nhìn cái lá trà thì chúng ta quay trở lại với hai diễn giả. Chúng ta đi tiếp đi. Sophia. Chúng ta dừng ở năm 2020 hơi lâu. Và đi tiếp về năm 2021, năm vào Covid đúng không? Vâng. Năm đấy thì hành trình của Hà Nguyên thế nào? Năm đấy thì con phải dạy học online. Thế là lúc đấy thì chắc là mẹ con vừa quen chị của thầy con này, gọi là chị là chị Nhã Phong ấy, nhưng mà con này gọi là chị Cùng. Thì chị cho mẹ rất là nhiều trà, xong rồi mẹ cũng pha rất nhiều trà cho con mà. Không phải con có biết loại nào lại nào không ạ? Ok, thì đấy là đấy thì đại hồng bào thì hầu như bạn ấy tặng đại hồng bào.
thì nó không giống theo Việt nhiều lắm, cho nên là Hà Nguyên cũng chưa có ấn tượng. Thậm chí hồi đấy còn bạn có nhầm đại hồng bào là hồng trà, đại hồng bào thì ra một loại đô la. Thế chúng ta đi tiếp, rời không 2021 đi sang 2022 thì sao? 2022 thì con nói hơi ngại mà con chủ yếu uống trà sữa. Trà sữa như là còn có uống cold brew nữa. Cold brew nữa, tại hồi đấy con cũng lười. Thế 2023 thì sao? 2023 thì cũng chủ yếu là cold brew với cả trà sữa. Thỉnh thoảng thì tầm giữa 2023 thì con bắt đầu pha trà lại. Hồi đấy là mình chuẩn bị đi chơi, sau đấy thì mẹ con lôi vào bắt con pha lại, pha thử xem là có đường như trước nữa không. Thế xong rồi bắt đầu bày vẽ ấm chén các thứ ra để pha trà một cách cầu kỳ đúng không? Vâng. Bắt đầu từ đấy như là Hà Nguyên bắt đầu nghiêm túc học cách pha trà nhỉ? Vâng. Thế đến 2024 thì sao, là năm nay? Năm nay thì có gì cửa này. Cửa này. Vâng. Con có như cô nhớ năm nay là con bắt đầu uống nhiều loại trà khác nữa đúng không? Thì mẹ cũng thử nhiều loại khác và mẹ cho cả dẫn con đi đến các cái quán trà để thử đúng không? Vâng. Thử đa dạng các loại trà hơn. Thế vẫn còn tình yêu với trà sữa chứ? Vâng ạ. Vẫn hãng quen thuộc hay là đã đổi sang hãng khác rồi? Thực ra con uống nhiều hãng. Nhưng mà nhiều nhất thì chắc vẫn là hai cái quán gần nhà con. Nhưng mới có đam mê một quán mới. Một quán mới. Còn đam mê trà anh như hồi đầu. Trà anh thì bình thường con cũng không thích lắm, tại nó cũng con thích bánh anh. Không phải, lúc mà con đi con chỉ ăn bánh thôi chứ uống trà con kiểu lúc đấy con chỉ thích uống mấy cái vị ngọt ngọt ấy. Nên là cái trà anh sau con uống cái trà anh mà không bỏ đường thì nó hơi nhạt. Thì năm 2024 là năm nay Hà Nguyên bắt đầu dịch cuốn trà. Thế trong cái quá trình mà Hà Nguyên dịch về cuốn trà này thì Hà Nguyên có những cái trải nghiệm gì thú vị với cái hành trình dịch này không? Hà Nguyên thấy có những cái gì thú vị không? Con thấy là trước đây thì Hà Nguyên nghĩ rằng là trà được chế biến như thế nào? Trước con nghĩ là chắc là nó là thái, sau đấy một số loại trà nó sẽ oxy hóa thôi, sấy khô thôi. Thế bây giờ sau khi dịch xong thì Hà Nguyên nhận ra rằng là nó phức tạp hơn thế đúng không? Vâng, nhưng mà con cũng không hiểu hết. Coi như đây là một cuốn từ điển, khi nào cần mình lại mở ra mình xem làm sao mình thuộc được đúng không? Vâng. Ngoài ra thì hình như là Hà Nguyên còn có, cô nhớ là Hà Nguyên còn có rất là ấn tượng với cái quy trình sản xuất trà ô long nhỉ? Có một cái bước mà lắc dập á, mà trước đây Hà Nguyên chưa hề nghe đến, chưa hề biết đến. Vâng. Cái tuần vừa rồi là cả nhà được trải nghiệm Hà Nguyên pha trà ô long cho uống, trà viên. Thế là Hà Nguyên có thể chia sẻ về cái trải nghiệm pha trà ô long viên được không? Hôm đấy con pha kiểu, con không biết, tại vì lúc đầu là đầu con pha trà viên. Thế là lúc này con nghĩ là lúc này con cũng lười, con không muốn pha kiểu cân vẽ cân, con cũng không muốn cân, con cũng không muốn bày vẽ các thứ ra để con pha, xong rồi con cho hết rất là nhiều trà vào trong cái ấm trà anh. Sau đấy nó nở ra, nó kết lại một cục ở trong cái phần mà đựng cái trà khô đấy, chổi cả nắp cái trà, cái lá trà ấy, sau đó chổi không đóng được cả nắp vào, nó nở ra sau nó còn đắng. Sau đó chiều hôm đó là chiều hôm tất cả thì con với cả cô Sophia ngồi với chị Nhã Phong nữa, ngồi uống hết ba ấm mà bữa chưa là bay biến mất. ba lần nước mà vẫn còn rất đặc, mà đã bỏ đi một nửa bã rồi. Trải nghiệm pha trà ô long viên đầu tiên của Hà Nguyên. Trước đấy chủ yếu pha trà rồi hồng trà. Xin nhắc lại một tí, tại vì mình là cũng làm về ô long ở Mộc Châu, thì có một lời đề nghị này, sang xuân ấy thì tiên Mộc Châu làm bắt đầu vào mùa trà lại, khi đang nghỉ đông thì nó sẽ mời Vũ Văn Tơm đi một chuyến. Em thấy tận mắt nhìn thấy làm ô long như thế nào. Thái ô long nào, làm ô long trong nhà máy nào, rồi pha tại xưởng như thế nào. Nên đề nghị này thì bình thường là anh em hay mời các bạn uống trà đi tận các cái vùng trà để trải nghiệm tận nơi. Thì lần này là giải viên của dân cho người nhà quan tâm. Cảm ơn anh chị ạ. Hy vọng là có thể sắp xếp được. Nghe để có lịch đi chơi đấy. Rồi ngoài trà ô long ra thì cô nhớ là Hà Nguyên cũng có ấn tượng với cả trà xanh Nhật Bản đúng không?
một cái khâu đấy là hấp. Hấp. Ừ. Thì con vẫn chưa tính về mấy cái hấp đấy là hấp như thế nào không? Hà Nguyên mới xem hấp cá, hấp rau củ quả. Nên Hà Nguyên chưa hiểu là người ta sẽ hấp trà như thế nào để mà cuối cùng là để ra được cái trà xanh đấy. Nhưng bây giờ Hà Nguyên vẫn đang thắc mắc, chưa tìm được câu trả lời. À, thế ngoài những cái đấy ra thì còn có cái gì thú vị nữa không? Chắc là cũng hết rồi. Còn như có một lần Hà Nguyên đã ồ lên về trà Phổ Nhĩ. Hà Nguyên bảo là hóa ra là trà Phổ Nhĩ với trà Lên Men á. Ở trà Phổ Nhĩ là ở đất Phổ Nhĩ đúng không? Thì như là thành phố hay sao? Trước đấy Hà Nguyên nghĩ rằng là tất cả các loại trà Lên Men đều là trà Phổ Nhĩ. Nhưng mà trà Phổ Nhĩ là một trong các loại trà Lên Men. Thì đấy là sau khi mà Hà Nguyên dịch xong cuốn này là Hà Nguyên đã ok. Ok, thế thì để mà dịch cuốn sách trà này thì động lực nào thúc đẩy Hà Nguyên dịch được nó? Cứ nói thật ra thật lòng là sao không bị bắt được. Thôi con bị mất tiền vào mồm. Nhân tiền vào mồm. Rồi lỡ tiêu mất à? Không. Đúng không? Như cô nhớ là Hà Nguyên đã bị chậm mất mấy tháng. Chú Nam chưa thấy ở trong file trà của Hà Nguyên đã có thêm một nhúc nhích nào. Chú Nam xót ruột quá. Chú Nam gọi cô Sophia nhảy vào cuộc để đốc thúc deadline cho Hà Nguyên. Cuối cùng là bắt đầu từ từ tăng tốc đúng không? Hà Nam, xong rồi chú Nam đã đẩy thêm động lực, bơm thêm máu cho Hà Nguyên là chú Nam trả trước nửa lương. Chứ còn Hà Nguyên cũng chia sẻ rằng là cuốn này thì không khó dịch, tức là về văn phong thì nó không bị khó dịch với Hà Nguyên, nhưng mà Hà Nguyên lười, chướng ngại ra phải tra cứu nhiều mà. Phải ví dụ như là Hà Nguyên bị tắc ở chương về hóa học thì phải đi tra tất cả các thông tin, nó rất là mất thời gian, là để đấy mấy tháng liền tắc ở đấy. Rồi ngay cả cái phần mà tính chung tra cứu các giống trà các thứ. Đúng rồi. Rock tea. Tra cứu. có lần nào mà mình tưởng nhầm là mình dịch đúng rồi nhưng mà thực ra khi tra tính chung phát hiện là mình sai không? Có mà. Rock tea. Rock tea. Nhàm trà đúng không? Tại vì mình dịch cái trà đá. Cái anh, cái tiếng Anh đó tôi để là rock thì còn cái gì quất bay quất thôi. Mình quất bay quất thành gì? Thành trà đá. Sau đấy thì phải thấy bắt đầu thì bắt đầu phải đi tra lại. Nhưng mà thật ra là tiếng Trung nó là nhận có thể được tiếng Trung là nhan trà rồi thì con người trong nghĩa đen thôi. Ok. Nhưng mà chị bị trong sách là nhan trà. Nhan trà, theo từ Hán Việt. Nham là cái từ nham là đá, nham thạch đúng không? Đá. Nhưng mà tác giả viết theo kiểu dịch đúng nghĩa đen ra thì phải là rock tea. Thì bạn ấy dịch phiên âm word by word bạn dịch thành trà đá. Ngoài ra thì chúng mình cũng có một trải nghiệm ngáo khác với từ Long Tỉnh. Không hiểu sao vấn đề Long Tỉnh bình thường nó một trong những cái loại trà mà mình hay uống ở nhà thì cũng không hiểu tại sao hai cô cháu lại có thể nhầm được lúc đấy thành con rồng thức tỉnh. Tại cô Thúy chứ không phải tại con. Không, con cũng đồng ý gì nữa. Nhưng mà đấy là tại con đang buồn ngủ. Ok, thôi chúng ta đi quay trở lại rồi. Rồi ok, thế thì trong quá trình dịch đấy thì Hà Nguyên có gặp khó khăn gì về vấn đề thuật ngữ chuyên ngành có thứ không trong lúc dịch không? Mặc dù nó là một quyển dễ nhưng mà nó có rất nhiều thuật ngữ. Thật ra là cũng không nhiều khó khăn lắm, kiểu một số cái thuật ngữ nó hơi thuật ngữ quá. Thôi, ví dụ như là cái Q-Green. Diệp men lắm. Diệp màu xanh. Diệp màu xanh. À, còn từ nào nữa? Nói cả Fixing nữa. Hãng cố định. Chắc là để đi vào cái câu chuyện những cái ý tưởng chính của cuốn sách thì chắc là mời Sophia Ngô để thay Hà Nguyên nói qua. Thực ra thì em thấy là cái cuốn này nó rất là mình nha. Mình thấy là cái cuốn này thì nó đúng là mang tính minh nghĩa khoa học, nó không có những câu chuyện màu mè bên trong. Ví dụ như một số những cuốn sách trà khác mà mình từng đọc thì thường là sẽ có rất nhiều các câu chuyện thần thoại
này kia thứ ở bên trong này, nhưng mà cái cuốn này thì tác giả không hề kể các cái câu chuyện màu mè, và tác giả cũng khẳng định luôn là tôi không thần thánh hóa hay là màu mè hóa trà lên, mà tôi sẽ tiếp cận nó với phương diện khoa học. Thế thì tác giả đã đi từ các cái nghiên cứu liên quan đến lịch sử của gốc gác hay là các giống cây trồng hay là các cái thành phần hóa học, nó thực sự rất là khoa học, đúng như cái tên của cái cuốn sách này luôn. Thì nó mang tính tiếp cận cho các bạn để chúng ta có thể dạng như là chúng ta tiếp cận nó như nó là, chứ chúng ta sẽ không bị các cái câu chuyện màu mè thần thánh hóa lên, chúng ta nghĩ rằng ồ cái này nó phải thế này cái kia thì nó, mình cảm thấy là nó sẽ bị xa vời, nó không giống như kiểu là ý là muốn uống trà thì phải cảnh vẻ hay là anh phải là thoát tục hay trông như tiên tử thần tiên thì mới uống, đúng không ạ? Nhưng mà thực ra thì tác giả đưa trà vào trong rất là đời thường, và những thứ mà chúng ta có thể dễ dàng tiếp cận được. Và ở cái chương đầu của cái cuốn sách này thì tác giả giới thiệu về lịch sử và nguồn gốc của trà, đi sâu về các cái giống cây, rồi giống cây trồng hay là các cái giống lai tạo, thì rồi dâm cành hay là trồng bằng hạt, tác giả nói rất là rõ, rất là chi tiết. Ví dụ như để như nếu như bạn mà tự nhiên một ngày mình muốn trồng thử một cây trà xem sao, thì bạn sẽ biết rằng là mình sẽ nên chọn trồng theo kiểu gì, mình đi xin cành về dâm giống ở đâu, hay là mình lấy một cái hạt mình thử ươm cho nó lên mầm. Thì nó có rất nhiều những cách mà tác giả có đề cập đến ở trong cuốn sách này để hoàn toàn mình có thể thử một ngày nào đó nếu như mình muốn. Và ngoài ra thì tác giả phân loại các cái nhóm trà ấy. Như chúng ta biết là có 6 loại trà tất cả, đúng không ạ? Có bạch trà, lục trà, trà đen, có trà ô long, rồi có hoàng trà, rồi có trà lên men, là có 6 loại. Thế nhưng mà tác giả thêm một loại thứ 7 là trà biến đổi. Đó là những cái loại trà mà được ướp hương ấy, dệt hương, những cái loại trà mà chúng ta thấy là hay có trộn lẫn hoa nhài rồi các cái hoa quả cùng này, hoặc là những cái loại mà không có hoa gì nhưng mà uống lại có mùi hương nhài hay hương sen ấy, thì nó là trà dệt hương hoặc là trà ướp cùng phối trộn cùng các loại hoa, đúng, blend trà phối trộn. Ví dụ như kiểu trà Anh hả? Đúng rồi. Trà thì... Anh như cái dạng như Earl Grey hay là Morning đấy thì đều là những cái loại đều là đều theo kiểu phối trộn, nhưng mà Anh thì họ sẽ phối trộn các loại trà đen với nhau. Ừ. Thì bởi vì trong này tác giả cũng có đề cập đến là cái việc phối trộn đó thì nó giúp là ví dụ như là có thể là một cái mẻ trà nào đó nó bất ổn, thế nhưng mà người ta sẽ trộn rất nhiều những loại trà ok khác vào, thế là nó sẽ thành một cái tổ hợp bất ổn để nó cứu vãn cái mẻ trà bất ổn đó. Bởi vì nó có một tổ hợp quá nhiều, vì cái đấy thì người ta sẽ kiểu pha theo kiểu trà Anh thì nó không quá cầu kỳ ấy, thì nó sẽ che lấp được những cái phần bất ổn đấy đi, và người ta sẽ phối thêm các loại hoa quả vào để chúng ta sẽ bận rộn với cái mùi hương thơm đấy, chúng ta sẽ quên mất cái sự bất ổn. Thì đấy là mà ngoài cái trà phối trộn ra thì tác giả cũng có đề cập đến trong trà biến đổi là liên quan đến các cái khâu rang rồi sấy mà tăng thêm để làm đẩy thêm hương vị hay như thế nào đấy, thì nó nằm ở cái chương về trà biến đổi. Hoặc là mọi người thấy là có các loại trà mà trộn cùng với cả gạo rang của Nhật đó, thì nó cũng là một kiểu của trà biến đổi đó. Thì đấy, tác giả dành hẳn riêng một chương để nói về cái loại trà này, thì mình thấy là nó rất là chi tiết. Và ngoài ra thì tác giả còn giới thiệu về mỗi một cái loại trong 6 cái dòng trà chính đó, thì tác giả có đề cập đến rằng là 6 cái dòng trà chính này nó lại có rất nhiều cái dòng trà khác nhau, nhỏ khác nhau. Như chúng ta nghe thấy là nếu như mà cũng là trà ô long, thế nhưng mà có đủ các loại trà ô long, đủ các loại tên, nhưng mà nó vẫn là trong cái nhóm ô long đó, nhưng mà nó sẽ tùy theo là cái địa phương nào mà cái ô long nó được trồng, rồi được chế biến theo phương pháp nào, thì nó sẽ được đặt tên đó, được đặt tên theo vùng rồi theo cách chế biến hay là theo cái hương vị của nó. Thì đấy cũng được tác giả đề cập chi tiết ở trong cái cuốn sách này. Và ngoài ra có một cái rất hay, đấy là mình nghĩ là nó mang tính ứng dụng rất là cao cho bên dưỡng sinh của bọn mình. Đấy là tác giả có hướng dẫn, có thông tin chi tiết về các cái quy trình chế biến của từng loại trà. Bởi vì là ở đây có các bạn đều là, có một số bạn là bác sĩ đông y, đúng không ạ? Đây có bạn Phương Diệp, đúng không ạ? Bác sĩ đông y. Rồi có bạn Yến cũng là đang học Ayurveda. Thì chúng ta biết rằng là ở trong dưỡng sinh ấy, thì muốn đánh giá về một cái loại thực phẩm nào đó nó tác động đến cơ thể mình như thế nào, thì ngoài cái việc là chúng ta
tìm hiểu về cái nguyên liệu của nó thì chúng ta phải biết là nó đã trải qua một quá trình chế biến nào để chúng ta biết là nó đã thêm lửa, thêm nước hay là thêm các cái loại gia vị hương liệu nào để nó tác động đến cơ thể mình sau cùng ở cái sản phẩm cuối cùng. Thế nhưng mà nếu như mà chúng ta không biết về cái quy trình chế biến đó thì chúng ta sẽ không thể đánh giá được thực sự đủ cái tác động của từng cái loại thực phẩm hay là cái loại trà đó lên cơ thể mình. Bởi vì là có thể là thông qua cảm nhận thì mình thấy là có thể là uống thấy nó hơi khé họng hay là nó hơi khô miệng hay nó có vị chát vị ngọt này kia thì chắc là nó sẽ tác động đến phần này phần kia. Thế nhưng mà phải xem đủ cả cái quy trình chế biến thì mới đến được cái đánh giá cuối cùng ấy, rằng là nó có hợp với cơ thể mình hay không. Thì ở trong cái cuốn sách này tác giả nói rất chi tiết về từng loại trà một, mỗi một loại trà được chế biến như thế nào từ đầu đến cuối ra sao. Thì cái đấy là một cái mà mình thấy là với những cái bạn nào mà quan tâm về cái dùng trà để dưỡng sinh ấy, thì nên tham khảo thêm cái phần chế biến của các loại trà này để biết được rằng là nó có hợp với cơ thể mình hay không. Thì lát nữa thì mình cũng sẽ chia sẻ qua một chút cái quan điểm của bên bên phía Ayurveda của mình về cái sự tương tác của trà với cả cơ thể và có thể dùng để dưỡng sinh như thế nào. Và ngoài ra thì ở trong cuốn sách này thì tác giả cũng hướng dẫn về cái pha trà và trải nghiệm uống trà. Tức là tác giả cũng nói trong này là tôi không hướng dẫn cái cách pha trà cầu kỳ phải theo trà đạo hay là thế này thế kia, nhưng mà ông ấy sẽ hướng dẫn cái cách dùng nước, chọn nước như thế nào, loại nước nào thì hợp cho trà, rồi nên pha trong bao nhiêu giây các thứ đấy để cho nó đảm bảo rằng là cái nhiệt độ nó sẽ đưa ra được cái nước trà mà nó có vị ngon nhất, rồi nên dùng bao nhiêu gram trà hãm trong ao, ủ ngâm trong bao nhiêu giây đấy, thì tác giả cũng đều nói rất là cụ thể. Và vì sau đó thì mình đã mình trước đấy thì mình rất là lười pha trà, mình thấy là cứ phải bày ấm chén tống ra, mình không biết tại sao lại thế xong rồi lúc đi rửa nó rất là phiền ấy, rất là lười rửa. Thế thì sau khi mà đọc cuốn sách này xong thì mình đã dùng cái bình lọc nước, cái ấm uống giữ nhiệt mà hay dùng ấy, mà nó có một cái lưới mà để chắn trà ấy. Đó thì mình dùng cái đấy mình pha trà luôn, rất là nhanh, vẫn ngon như bình thường. Khoa học còn lại phần nghệ thuật đi. Đúng rồi. Thế là thấy chăm uống được hơn và đỡ phần canh rách là bớt lười. Thế còn thực ra thì thỉnh thoảng thì uống chung với cả một nhóm với nhau thì thỉnh thoảng thì vẫn canh vẻ để cho nó đưa thêm chút gọi là trải nghiệm với sống ảo một chút đấy. Thì thỉnh thoảng thì mình vẫn uống kiểu canh vẻ, nhưng mà thường đa số là kiểu pha để mà uống xong rồi làm việc luôn thì bọn mình sẽ pha nhanh như thế, nhưng mà vẫn đảm bảo là phải ngon theo đúng quy trình pha. Thì ở đây tác giả hướng dẫn rất là chi tiết để cho ví dụ như nếu chúng ta hoàn toàn mới, chưa học pha trà bao giờ, không phải lo lắng rằng là tôi có phải đi học một lớp trà nương hay không, hay là để tôi mới có thể pha được trà hay không, thì ở đây trong tầm tay luôn. Hôm qua đọc một cái comment của một chị, không biết là chị nào, chị bảo là mua quyển sách này là tiết kiệm được 2.500 đô đi học hóa trà các bạn. Đúng rồi, đúng rồi. Có một bạn học viên của em bạn bảo là bạn cũng mất mấy triệu á, đi học trong mấy tiếng rồi học cách pha trà xong quyển này chỉ có 250.000 thôi. Đó thì, và ngoài ra thì ngoài cái phần trải nghiệm pha trà ra thì tác giả cũng hướng dẫn về cách đánh giá trà, tức là chúng ta đánh giá cái loại trà này nó có về chất lượng nó như thế nào, chúng ta nhìn lá hay là chúng ta nhìn màu nước, chúng ta nếm vị hay là ngửi hương các thứ, thì tác giả đều có hướng dẫn. Và cũng và cả cái phần về ngửi cảm nhận hương trà thì tác giả cũng có đề cập đến phần giải phẫu của mũi, đấy là qua khứu giác trước rồi khứu giác sau như thế nào hướng này kia, chứ không phải là uống và cảm nhận theo thần linh mách bảo hay gì cả, thì nó rất là chi tiết, rất là khoa học. Và ngoài ra thì tác giả cũng hướng dẫn về cái cách bảo quản trà, bảo quản trà làm sao để có thể giữ được trà được lâu, thì ở đây cũng rất là chi tiết. Và cá nhân mình thấy là trước đây thì khi mà mình uống trà, tìm hiểu đến trà thì hồi mình ở bên Đài Loan thì mình cũng hay được pha trà cho uống thôi, đến lúc ấy chưa biết gì về trà cả, nhưng mà cũng không biết loại nào, chỉ thấy là loại nào ngon thì mình sẽ uống nhiều đó. Thế nhưng mà mình cũng không biết là trà nào với trà nào. Đến khi mình về Việt Nam thì mình có duyên được uống nhiều với cả các loại trà Việt ngon á, thì mình cũng sẽ biết là ok nó có 6 loại trà như thế này. Nhưng mà mình cũng chỉ biết được đến thế thôi, chứ mình sẽ không biết được rộng ra là nó có nhiều dòng trà khác nhau ấy. Và đến khi mà gọi tên là mình cũng loạn hết cả lên, mình cũng không biết loại nào. Đó, thì đến khi mà cái cuốn sách này thì nó giống cuốn từ điển á. Dụ khi mà ok hôm nay chị Hà Thủy Nguyên bảo hôm nay uống
Đơn Tùng Phượng Hoàng hoặc là uống loại gì đấy thì mình sẽ mở trà từ điển xem nó là trà gì, nó thuộc dòng nào thì mình sẽ ý là mình sẽ biết về cái thông tin nó nhanh hơn ấy. Và khi mà thỉnh thoảng thì chị cũng hay dẫn đi mấy chỗ bán trà, quán trà thì nó tức là khi mà người ta giới thiệu các cái loại trà của người ta thì mình đỡ bị mỡ ngỡ hơn á, chứ còn nếu không thì nó sẽ bị một cái mặc cảm ấy, đấy là mình không biết về các dòng trà đa dạng ấy. Đến khi mà đi ra ngoài đi uống ấy, không dám đưa một ý kiến gì vì mình không biết nó là loại gì, mình không dám nói bừa thì mình cứ uống thôi. Thế nhưng mà nhờ cuốn này thì thấy tự tin hơn, mặc dù là cũng phải đợi em mấy giây em mở sách em xem đã, nhưng mà dù sao thì em cũng tra thông tin nhanh hơn kiểu vậy. Thì mình thấy là cái cuốn sách này nhìn chung nó không phải là một cuốn sách quá dày nhiều chữ và nó không bàn quá chi tiết này kia, nhưng mà nó có đủ các thông tin để cho những cái người mới tìm hiểu về trà hoặc là những người đã uống trà được một thời gian rồi nhưng mà chưa quá sâu hoặc là không muốn ghi nhớ những thông tin này đầu vào đầu quá nhiều ấy, thì nó là một cuốn sách dùng để tra cứu, không nhất thiết là phải đọc xong và nhớ hẳn mà là để bên mình và lâu lâu cần thì lại mở ra xem thông tin. Và như mình nói lúc đầu ấy là nó rất có ích cho các bạn ở bên dưỡng sinh, vì các bạn cần biết về cái quy trình chế biến đó để xem là nó đã trải qua những cái bước chế biến nào, chúng ta sẽ biết là nó sẽ có hợp với cái thể tạng của mình hay không. Ví dụ như là bên Ayurveda thì chúng mình sẽ có chia ra các thể tạng là những người có tạng người nhiều lửa, hoặc là tạng người có nhiều đất nước đất, hoặc là những người mà có tạng người gió. Và thì mỗi một tạng người sẽ có một cái chế độ dưỡng sinh khác nhau. Thì nếu như chúng ta mà không dưỡng sinh theo đúng cái tạng người thì nó có thể về lâu về dài nó sẽ gây mất cân bằng. Ví dụ như người tạng lửa mà cứ ăn nhiều đồ cay nóng hoặc những cái đồ mà nó nhiệt nhiều quá thì về lâu về dài người mình sẽ kiểu phừng phừng lên, là chúng ta sẽ làm gây nóng gan, tích nhiệt trong người, khó chịu, đúng không ạ? Đó hôm mà mình bị nóng người không uống nham trà là cả đội nóng phừng phừng cả kiểu chiều. Bốc núi lửa luôn. Đó thì dụ như ở Book Hunter cũng thế, nếu mà chọn một loại trà để uống bù khú với nhau sai là chiều hôm đấy là mất năng suất làm việc ngay, bởi vì là nó sẽ làm cho cả đội bị ảnh hưởng đến cái trạng thái sức khỏe khi mà chúng mình làm việc. Và đấy là mới chỉ là uống một hôm thôi, thế nhưng mà có nhiều người thì mình biết rằng là sẽ dùng trà để uống qua ngày ấy, dùng thay nước lọc ấy. Thì nếu như mà chúng ta cứ uống một loại trà mãi như thế mà nó không hợp với cơ thể của mình ấy, thì về lâu về dài nó sẽ gây rất nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe. Thì ở đây mình sẽ đi qua một chút về cái một số những cái thông tin liên quan đến các loại trà này mà dưới góc nhìn của phân loại cái loại trà này mà dưới góc nhìn của Ayurveda để xem là nó hợp với cái thể tạng nào. Tất nhiên là đây là ở góc nhìn của Ayurveda thôi, nhưng mà ở phía bên các bạn Đông y thì có thể là các bạn sẽ có những quan điểm về ngũ hành khác. Nhưng mà thì nếu như các bạn muốn chia sẻ thêm thì lát nữa chúng ta có thể giao lưu thêm. Bởi vì là bên Ayurveda thì sẽ là ngũ đại là không gian, gió, nước, lửa và đất. Nhưng mà bên Đông y Trung Quốc thì sẽ là về ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, các bạn biết rồi đúng không ạ? Nên là cái cách mà phân loại nó cũng sẽ có cái gì đấy nó sẽ khác nhau. Thì đầu tiên mình sẽ đi với bạch trà. Bạch trà là cái loại mà trước đây là mình thích uống bởi vì nó nhẹ, nó rất là nhẹ. Bạch trà thì như mọi người, nếu mọi người xem cái phần chế biến ở trong sách này thì tác giả có chia sẻ rằng là bạch trà thì được chế biến theo kiểu rất đơn giản, đấy là hái và sau đó thì phơi khô luôn, làm héo phơi khô luôn chứ sẽ không qua các cái chế biến phức tạp hoặc là sấy khô. Đó, thế thì quá trình đó thì nó sẽ không bị ra nhiệt thêm vào nhiều và nó sẽ giúp cho cái vị trà nó được vị nó thanh nhẹ, thanh khiết và nó giúp làm mát, nó có tính mát và nó vì nó mát nên là nó sẽ giúp cân bằng cho những người mà đang có thể tạng lửa nóng thì uống vào nó sẽ dịu bớt xuống, giảm bớt cái lửa xuống. Và nó tốt cho những người mà có thể tạng gió, vì là nó khi mà pha ấm lên, pha uống bằng nước ấm chứ không phải là pha cold brew, pha lạnh. Pha ấm thì và uống ở trong môi trường mà đang thời tiết ẩm ấy, ví dụ như là mùa xuân mà nồm ẩm hoặc là mấy cái thời tiết mà nó đang nóng nồm ẩm thì nó sẽ giúp giảm căng thẳng thần kinh cho những người mà có thể tạng gió, vì nó sẽ giúp thanh nhẹ bớt. Đó, còn với loại thứ hai là hoàng trà thì tác giả cũng có nói về cái quy trình chế biến thì nó sẽ phức tạp hơn so với cái bạch trà. Đấy là nó phải trải qua cái quá trình oxy hóa nhẹ và nó được sấy khô. Và thường nó sẽ có vị ngọt nhẹ và nó khá là cân bằng. Và nó sẽ tốt cho những người mà có tạng gió hoặc là những người có tạng lửa nóng.
Vì là nó giúp ổn định tâm trạng, nó giảm bớt cái lo âu và nó không làm tăng nhiệt của cơ thể khi mà uống nhiều. Đó. Và còn cái loại thứ ba là loại trà xanh. Trà xanh thì phổ biến. Đúng rồi, phổ biến. Nếu như cái loại mà mọi người hay thấy trà mạn các thứ thì nó rất là chát đúng không ạ? Rất chát, rất là đắng. Còn những cái loại trà xanh mà nếu mà trà xanh đặc sản thì mọi người uống thì thấy là nó sẽ vị nó dịu hơn, nhưng mà nó sẽ vẫn hơi có cái kiểu chát 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 và hơi nó hơi the mát trong miệng khi mọi người uống ấy. Thì cái trà xanh đấy thì nó có tác động với những người mà tạng đất và nước, tức là người mà có dư nhiều nước ẩm trong cơ thể. Uống cái trà xanh nó sẽ giúp kiểu dạng khô lại, xe bớt lại, nó sẽ bớt cái tính ẩm của cái đất nước ở trong cơ thể đi. Và cá nhân mình thấy thì mình cũng thử rồi, đấy là những cái lần mà bị hắt hơi sổ mũi ấy, cả cái nước mũi nó cứ bị chảy ra ấy, thì cái trà xanh đó mình ủ lạnh và mình pha thêm với một chút đường với cả thêm mấy lát chanh mà có cả cái vỏ chanh ấy. Đó thì uống xong thì thấy là cái nước mũi nó khô xe lại rất là nhanh, bởi vì nó có cả cái tính hơi chát của trà và cái vị đắng và the của vỏ chanh ấy. Đó là nó giúp làm cầm lại cái nước mà nó đang nước mũi nó đang bị chảy ra. Đó thì nó tác động ngay lập tức lên cơ thể mình luôn. Thì đấy là cái mình thấy là trà xanh nó tác động rất là tốt, nhưng mà có một số những cái lưu ý, đấy là ví dụ như mới một số bạn mà các bạn đang bị nóng ruột á, kiểu trĩ các thứ ấy, thì khi mà cái vị chát đấy nó đi vào trong ruột ấy, nó sẽ làm càng làm gia tăng cái sự khó chịu của ruột, thì nó sẽ không tốt cho cái vấn đề đó. Thực ra thì mình cũng đã một thời gian trải nghiệm cái cảm giác đó nên mình hiểu rất rõ đấy. Thì và ngoài ra thì cái trà xanh nó cũng tốt được cho người pita, nhưng mà tức là người tạm lửa, nhưng mà phải pha rất là loãng, rất là nhẹ và uống một lượng vừa phải thôi. Biết người ta đang uống trà thì mời ăn bánh. Còn những người tặng gió thì không nên dùng nhiều trà xanh, bởi vì mình thấy là đấy mọi người thấy là nó xe lại, nó khô lại, đúng rồi, nó sẽ làm khô co lại tất cả mọi thứ, nó càng làm cho cơ thể mình nhiều gió hơn, nó bị khô cơ thể lại, thì nó sẽ không hợp với những người có tặng gió, mà nó sẽ rất hợp với người tặng nhiều nước nhiều đất đó. Và tiếp theo là trà ô long. Trà ô long thì là nó lên à, không phải lên men mà là oxy hóa. Oxy hóa bán phần để nói lại thêm về khía cạnh oxy hóa với lên men. Ngày trước thì bị nhầm là bản thân mình cũng nhầm lẫn giữa oxy hóa với lên men. Thì cái trà ô long đấy là nó là oxy hóa bán phần, thì nó cái giải của nó nằm giữa trà xanh với cả trà đen, thì nó ở đoạn giữa. Và cái hương vị của nó thì đa dạng, từ nhẹ đến đậm, tùy vào cái mức oxy hóa của cái người sản xuất, người ta cho nó được oxy hóa bao nhiêu phần trăm thì nó sẽ có cái độ đậm nhẹ khác nhau. Và cái trà ô long này thì nó sẽ hợp với tất cả ba tạng người luôn. Và nhưng mà tùy vào cái mức độ oxy hóa, thì nếu như mà oxy hóa nhẹ thì nó sẽ tốt cho người tạng lửa, bởi vì sẽ làm dịu cái lửa xuống. Đấy, nhưng mà nếu như nó oxy hóa nhiều hơn, tức là nó đậm lên rồi, thì nó sẽ hợp với cả người mang tạng nước đất hay tạng người gió, bởi vì nó thêm cái tính lửa vào để cho nó cân lại cái tính lạnh. Còn loại thứ 5 là trà đen, hay chúng ta hay gọi là hồng trà ấy. Là tác giả phân loại là trà đen black tea, ở Trung Quốc thì hay gọi là hồng trà. Thì cái trà đen thì được oxy hóa hoàn toàn và nó có cái hương vị của nó đều mạnh và nó có độ đậm. Thì cái loại trà này thì theo như đánh giá của Ayurveda thì nó mang tính lửa rất là mạnh, nhiều lửa. Nó giúp giảm cái tính lạnh và ẩm của những người tạng đất và nước. Nó giúp giảm cái sự trì trệ và nó tăng năng lượng cho cơ thể. Ví dụ khi mà đang trì trệ, đang bị đờ đẫn thì uống một chút hồng trà và trà đen vào thì nó sẽ giúp mình kiểu phấn khởi lên trở lại, nó hưng hực lên, nó thêm lửa lên, thêm nhiệt huyết lên. Và nó cũng không hợp với người tặng gió, bởi vì gió nó thổi bùng lửa lên thì nó sẽ làm cho cái vấn đề trầm trọng của họ càng mất cân bằng thêm. Nên là người tặng gió thì sẽ không nên uống nhiều trà đen, và người tặng lửa thì chắc chắn là không nên rồi, uống vào nó sẽ kiểu phừng luôn. Loại lại cuối cùng là trà lên men. Thì trà lên men thì nó là sự kết hợp của vừa oxy hóa, vừa có sự tham gia của vi khuẩn và nấm trong cái quá trình chế biến, và nó rất là phức tạp.
Và cái trà lên men này thì nó sẽ giúp cân bằng cả người tặng đất nước và người tặng gió, bởi vì nó giúp giảm nặng nề, giảm các vấn đề đầy hơi, bị chướng khí ở trong bụng thì nó sẽ xả bớt ra, và nó cải thiện về tiêu hóa cho cái tặng người của hai cái tặng người này. Còn người Pita thì tức là người tặng lửa thì tránh dùng nhiều cái loại trà lên men, bởi vì là do một số loại nó có thể tạo nhiệt rất là mạnh do quá trình chế biến thì nên tránh, nên hạn chế. Nếu uống vui thì uống một hai chén thôi chứ không nên uống nhiều. Thì đấy là một số những cái lưu ý mà mọi người có thể ứng dụng trong thông qua cái khâu chế biến trà để biết được nó sẽ tác động lên cơ thể mình như thế nào. Và ngoài ra thì có thể là mình tặng người này thế nhưng mà trong cái thời tiết ẩm hay là thời tiết nóng khô ấy, thì cái tặng cái những cái đặc điểm trong cơ thể mình nó cũng có thể thay đổi, thì mình có thể cân lại bằng cái uống trà. Ví dụ như là mình là tặng gió có thêm lửa chẳng hạn, thế nhưng mà trở trời ấy, thì mình sẽ bị hắt hơi sổ mũi, xong rồi nó cứ bị chảy nước mũi thì không thể ngồi làm việc được ấy, và nó cũng sẽ làm mất cái dịch của cơ thể quá nhiều khi mà nó bị tiêu hao ra ngoài. Thì mình sẽ uống một chút trà xanh, cho thêm vài lát chanh vào để cho nó sẽ có vị xe chát, nó cầm lại cái dịch nước mũi thì nó cân bằng lại và mình sẽ làm việc lại trở lại ổn định hơn nhanh. Hoặc là ăn xong mà nó một bữa ăn mà nó bị trì trệ quá, nó bị chướng bụng khó tiêu thì sẽ uống một chút trà lên men hoặc là trà đen để cho nó kích thích tiêu hóa. Và ở trong cái việc mà uống trà để kích thích tiêu hóa thì cũng có một cái lưu ý, đấy là bởi vì trong trà nó có chất tan anh thì nó sẽ không tốt cho cái việc mà mình ăn đồ ăn đạm quá nhiều, đạm cao đạm, hoặc là những cái đồ mà các loại đậu đỗ quá nhiều. Thế xong mình uống trà ngay thì nó sẽ làm gây cản trở cái enzyme tiêu hóa pepsin, thì nó sẽ cản trở quá trình tiêu hóa. Thì nếu như trong trường hợp mà chúng ta ăn đồ ăn mà nó có quá nhiều đạm thì có thể nên ngưng khoảng 1-2 tiếng sau đó thì mới uống trà, thì nó mới mang tính chất dưỡng sinh. Còn nếu mà uống ngay lúc đấy thì nó lại không tốt cho cơ thể. Thì đấy là cái lưu ý với dưỡng sinh theo tặng người. Và mình cũng chia sẻ thêm một chút, đấy là cái trà lên men và trà oxy hóa ấy. Thì thực ra thì trước đây bản thân mình cũng nhầm, mình cũng nghĩ rằng là hồng trà, trà đen ấy là trà lên men rồi, ô long mình cũng nghĩ là trà lên men, nhưng thực ra là nó bị nhầm lẫn giữa hai khái niệm oxy hóa và lên men. Thì cái trà lên men, trà phổ nhĩ là một trong những cái loại trà lên men đấy, thì nó trải qua vừa oxy hóa vừa có sự can thiệp của nấm và vi khuẩn ở trong cái quá trình đấy, nó được lên men lên giống như kiểu chúng ta làm sữa chua ấy, thì nó phải có con khuẩn đúng không ạ, thì nó mới lên men được. Thì đấy là cái của trà lên men. Thế còn cái trà đen hay là hồng trà và trà ô long ấy thì nó chỉ được oxy hóa thôi, tức là những cái lá trà nó bị lắc dập để cho cái lá trà nó dập ra, nó tiếp xúc với cái oxy và nó oxy hóa, chứ nó không có sự can thiệp của nấm và vi khuẩn. Thì chúng ta phải hiểu rõ cái này, bởi vì là nếu như chúng ta muốn ứng dụng nó ở trong dưỡng sinh ý, thì nếu như mà hiểu sai ý, thì sẽ dùng sai trà. Đó, nó sẽ gây ngược tác dụng. Thì cái đấy phải lưu ý, và nó để về sau khi mà mình mua trà mình sẽ không bị nhầm lẫn. Có thể là mình nghĩ rằng là mình cần mua trà lên men nhưng mà mình lại đi mua nhầm trà oxy hóa. Thì nó vì đáng ra mình cần ví dụ như uống hắc trà, tức là uống trà các dòng trà bánh của Mỹ, thì thực ra mình cần cái con khuẩn đấy để tiêu hóa, nhưng mà mình lại thêm lửa vào, mình lại chọn ô long á, vì cứ nghĩ là men nào cũng như nhau, nhưng thực ra theo cái quan điểm khoa học của Tony, của anh Tony, thì anh ấy phân biệt rất là rõ giữa oxy hóa và lên men đấy. Cái đấy rất là rõ ràng, và trong cái đánh giá của anh ấy chỉ có cái dòng trà bánh hay hắc trà. Trong tiếng Anh của anh sử dụng một khái niệm là Ducky. Anh không gọi cái dòng đấy là phổ nhĩ, bởi vì phổ nhĩ thì chỉ là tên của một cái làng phổ nhĩ thôi. Mà anh gọi chung là có thể gọi là trà đen hoặc là trà bánh, khắc trà hoặc là trà bánh. Thì chỉ có cái dòng đấy là dòng lên men, bởi vì nó có can thiệp rất rõ ràng của khuẩn và nấm. Còn cái dòng oxy hóa, tức là nó chỉ đơn giản là quá trình oxy hóa, và thường cái quá trình oxy hóa đấy nó không kéo quá dài đến 5 năm, 10 năm hay là 15 năm, thì cái dòng oxy hóa đấy nó chỉ đơn giản là cái quá trình nó bị chua đi, rồi nó bị
gọi là biến đổi về chất. Và do cái sự khác biệt của cái khái niệm oxy hóa và đơn men đấy, nó mới xảy ra một cái quá trình mà cái lúc đấy thực sự là cả Búp Hoa Tơ loạn lạc để giải quyết. Đấy là chính là cái khái niệm mà Q Green á, hay gọi là fix, thường ở bên mình thì hay gọi nó là diệt men hoặc là cố định trà. Có một số bên mình là quỷ cái từ fix đấy là cố định trà. Thì khi mà bọn mình xử lý cái khái niệm đấy thì cũng rất là tăng là mình nên chọn theo cái cách mà dân làm trà đang sử dụng, hay mình sẽ tạo ra kiểu để cho nó thống nhất với toàn bộ cái sắt. Bởi vì nếu như mà gọi kill cream là diệt men thì nó lại sai với cái sự phân biệt của anh Tony về oxy hóa và men. Thì chắc là nhờ Sophia lúc đấy là người tra cứu nhiều nhất cùng với Hàng Nguyên. Còn mình thì chỉ là người chốt phương án thôi. Tôi chốt phương án đấy, còn tôi không chốt phương án kia. Thì nhờ Sophia chia sẻ thêm về khái niệm đó. Cái khái niệm diệt men đó thì Hà Nguyên đã phải đi tra rất nhiều bên cả từ điển bên Trung Quốc, Hà Nguyên nhỉ, tra các thông tin xem là cái từ diệt men đấy, tra cả tiếng Trung lẫn tiếng Anh thì và tra cả các cái thông tin của các bên làm trà ở Việt Nam thì mọi người đều đang để là mọi người để là diệt men. Thế nhưng mà và ngoài ra thì có một số bên thì dịch là cố định, fixing cố định. Thế nhưng mà sau đó thì lúc đầu thì bọn mình cũng hai cô trò cũng định để là từ cố định. Thế nhưng mà đọc kỹ cái phần mà ông tác giả ông ấy viết, ông giải thích thì ông ấy có giải thích ở cái trang 38. Đấy là ông ấy nói rằng là thuật ngữ sa thanh ấy, hay mọi người hay gì cả diệt men ấy, bắt nguồn từ thuật ngữ tiếng Trung đấy, và lá trà phải được làm nóng đến khoảng 65-66 độ C để ngăn chặn quá trình oxy hóa. Quá trình oxy hóa được làm chậm hơn nữa bằng cách sấy khô lá, nhưng không thể ngưng hoàn toàn. Ở nhiệt độ trên 65 độ thì quá trình oxy hóa vẫn tiếp tục diễn ra với tốc độ cực kỳ chậm, và quá trình đòi hỏi phải kiểm soát chính xác nhiệt độ, thời gian gia nhiệt, và mỗi yếu tố phải được điều chỉnh tùy thuộc vào kích thước và độ dày của lá và lượng lá trà đang được xử lý. Thì ở đây có nghĩa rằng là và tác giả có đưa ra rất nhiều các cái phương pháp để cái phương pháp của quá trình fixing này. Thế nhưng mà tác giả có nhấn mạnh rằng là mặc dù là có rất nhiều phương pháp như vậy thì nhưng mà không thể nào hoàn toàn ngưng hẳn được cái quá trình oxy hóa đó, mà nó chỉ là gọi là làm chậm đi thôi, giống như kiểu mình làm chậm quá trình lão hóa đi thôi ấy. Đấy, giống như là mình đi xe đạp xong mình bóp phanh lại, đúng rồi, hãm lại, nên mình dùng từ hãm, chọn từ hãm, đúng rồi. Thì thực ra thì ở Việt Nam thì mọi người đang dùng từ hãm để hãm trà nên nó gây nhầm lẫn, nhưng mà cuối cùng thì lúc đầu cũng lăn tăn mãi, đúng không ạ, tất cả team lăn tăn mãi là nếu mà dùng từ hãm thì nó sẽ bị nhầm với từ hãm trà. Thế nhưng mà cái từ đấy là cái từ mà nó kiểu nó vụt lên trong đầu tiên khi mà nghĩ kiểu phanh xe đạp là hãm phanh. Và bản thân cái từ fixing đấy khi tra thì nó cũng có nghĩa là làm chậm lại, chứ nó không phải chỉ là cố định kìm hãm đấy. Thế là chúng mình đã quyết định là lựa chọn cái từ đấy là đánh liều là dùng từ hãm chứ không dùng từ cố định, hay là không dùng từ diệt men. Vì nếu dùng từ diệt men thì nó cũng bị nhầm lẫn với cái trà lên men kia. Vì thực ra thì trong cái trà này đâu có cho thêm con men vào cái trà lên men kia, thì người ta sản xuất và người ta có cho con men vào, cho cái con khuẩn vào, chứ không phải người ta không cho. Giống như kiểu làm sữa chua phải có phần mồi ấy, phần sữa chua mồi ấy, thì cái làm trà kia nó cũng phải có trà mồi vào. Đó, thế thì cái trà oxy hóa này nó không có cái bước mà thêm trà mồi đấy, thì tại sao lại phải gọi là diệt men? Tự thân nó cũng không thể là lên men được, nó chỉ chua đi thôi. Đó, thế thì chúng mình đã không dùng từ diệt men để tránh bị nhầm lẫn với cái trà kia, và nó để mà sát nghĩa nhất với cái bản dịch là dùng từ hãm. Còn cái pha trà thì chúng mình sẽ không dùng hãm trà, mình đổi thành ngâm trà trong nước. Dạ. Thực ra thì tôi nghĩ rằng là cái từ hãm nó chưa hẳn chính xác, đúng như chúng ta đang nói chuyện. Nhưng mà trước đây như bọn tớ là làm trà thì trong tài liệu mà dịch từ nguyên bản tiếng Nga ấy, thì thường là một người dân dịch là diệt men, đúng không? Do thay cho oxy hóa và sau đó là chuyện là sấy. Thì thường hồi xưa người ta chỉ có cách sấy để làm. Tức là người ta là sẽ dùng cái từ theo quy trình làm,
đúng không ạ? Không, tức là nó cũng không thể hiện bản chất thật sự như vậy, và hoặc là bản chất tôi nghĩ là lúc ấy người ta dịch cũng đã là dịch sai, chứ có thể là văn bản tiếng Nga cũng khác. Thế nhưng mà cái từ phích sinh thì cũng chia sẻ thêm một chút thôi, tức là tôi biết ở đây các bạn nào đã uống cái trà ô long mà họ làm xong họ cho vào tủ lạnh, cho vào tủ đông, họ để, tức là coi như là vẫn có vị và hương tươi, nhưng bản chất là cái chất lượng của cái ô long ấy nó cố định bằng cái nhiệt độ đóng trong trong van ấy. Đấy rất là hoàn, đấy là cái phích sinh, tức là không nhất thiết phải sấy, đúng không? Không nhất thiết phải là trên 70 độ. Đấy, tức là cái vấn đề của phích sinh, cái chất lượng mà đã tạo ra cho cái lá trà ấy, thì các bạn có nhiều cách. Mình nghĩ bây giờ khoa học nó sẽ cho phép mình phích sinh bằng nhiều thứ. Nếu mà mình hiểu đúng nghĩa của nó thì mình sẽ tìm ra được rất nhiều cách khác nhau. Đấy, cho nên là tôi đoán rằng là từ hãm thì dần dần tôi để update lại tiếp, đúng không? Thì ngay cả anh Tony thì anh có thể là anh cũng tìm một cách để anh, bởi vì cái từ gọi là cố định chất lượng, cái đấy khá rõ, cái ý nghĩa là rất là rõ, nhưng mà sẽ có rất nhiều cách để em nghĩ thế này, kể cả tiếng Anh nó vẫn dùng hai từ, từ stop và từ kill, em vẫn đọc được hai từ đó. Thì kill đương nhiên là dịch thôi, từ tiếng Việt là giết nó đi, đúng không? Nhưng stop là dừng, thì không phải là dần giống từ hãm, nhưng gần đây bắt đầu xuất hiện một từ là fix. Thì câu chuyện là tiếng Anh, người Anh vốn là không phải gốc làm trà, tất cả cũng quay về Trung Quốc, thì xem là nguyên tìm Trung Quốc xem là nó biết từ hãm nó là cái gì. Nhưng mà đó là vẫn là từ ngữ là một cách để mô tả cái hoạt động thực tiễn của con người, từ là một cách chịu tượng hóa, đúng không? Ngôn ngữ là một cách chịu tượng hóa. Cái kêu green nên để stop thì là thường người ta hay dùng ở cái đoạn thần vô sinh hóa, người Việt Nam vẫn cứ gọi là thiền men. Cái còn fixing là cái giai đoạn là sau khi bạn tạo hết chất lượng của trà rồi, gò xong rồi, tạo hình xong rồi, oxy hóa cũng xong rồi, tức là lên được cái hương ổn rồi, vị ổn rồi, thì lúc ấy người ta tìm cách người ta cố định những chất lượng lại. Đấy thì trước đây thì là Việt Nam thường không có cái từ liên quan như thế. Thì tiếng Anh thì anh dùng, mình nghĩ là từ phích sinh là tiếng Anh. Cũng rất nhiều sách họ dùng cái từ phích sinh. Nếu mà cái đoạn cuối thì em không bằng, đúng là cái đoạn này người thì nói diệt men, người thì nói là dừng. Thực ra quan trọng là em nghĩ là mình đọc cái phần tôi mô tả cảm nhận phần mô tả chứ còn nói nó thật gì còn đâu rồi có nhưng mà có cái từ nó vào hàm được đủ nghĩa lắm, và kể cả về mặt sinh học hay mọi người cũng nghĩ diệt, thực ra diệt xong thì để nó xem nó lại liên em tiếp được sao, thì có diệt hẳn được đâu, mà dừng cũng không nào hơn là dừng được. Nên ông phải dùng một đoạn ở dưới ông giải thích từ đấy. Thì ông ấy vẫn tức là ở trong cái phần đấy thì anh Tương Nhi anh có giải thích về cái quá trình đấy bản chất là như thế nào. Thì mình chú ý là đọc cái phần đấy chú ý sẵn. Chứ còn tranh cãi nhau là kiểu cố định hay là diệt men hay là sát thanh hay gì thì nó là một cái để chúng ta gia tăng vốn từ vựng. Để cho nhiều người tính đại diện chia sẻ thêm một chút, như này mình tìm hiểu về các công đoạn làm trà nhất trà ô long ấy, thì nó có trà ô long gồm gần 20 loại, các công đoạn làm trong tầm 2 ngày, thì các công đoạn thì nó đều có cái từ gọi của các công thức làm hết, thì có thể gọi là Trung Quốc còn làm trà trước khi phương Tây vào để định nghĩa lại, thế thành ra là bên phương Tây là chỉ là định nghĩa lại và sách tiến lại và gọi là cố định lại các cái từ liên quan đến về phương Tây học phương Tây, nhưng còn phương Đông và Trung Quốc Đài Loan thì đã như trước rồi làm tiếp đấy từ đời nhất từ đời nhà Đường, sử sách đi lại với nhà Tống Minh Anh và đấy nhất là nhà Anh thì cũng bắt đầu truyền phát triển ở Âu Long và bên Đài Loan, thì sau đi Nhật phát triển Âu Long lên thành một sản phẩm về đi phát toàn cầu. Thì các công đoạn như làm trà thì em có nghiên cứu, thì Trung Quốc thì mình phải công nhận họ đã đi trước và mình phải công nhận là họ đã cố định được cái công thức rồi, thì phương Tây thì sau là sẽ em nghĩ lại, thì em xin đọc một vài cái từ như Trung Quốc nó
nó định nghĩa lại mà em có thể gửi tài liệu cho mọi người xem từ theo từ khóa như thế thì sẽ lần ra được rất nhiều cái phương pháp làm trà mà người Trung Quốc, người Đài Loan đã từng làm. Và theo cái đấy thì họ sẽ có những trang rất là bí mật, rất bí mật, mà có thể làm theo đấy thì sẽ làm trà. Ví dụ từ hai lá là hải thanh này, từ lượng thanh là làm héo trong nhà này, tố thanh là tố thanh, và sắc thanh là tiến men này, nhu nhiên là vò, và nhu nhiên là vò là có tính án bồi hỏa là nướng này, phát diếu là tiến men, và dương hóa đô sinh hóa có từ cán trà làm nhau nắng giấy dương hóa đô sinh hóa đấy thì đã có từ hàng nghìn Trung Quốc. Từ thì có thể chúng ta để lần theo phương pháp như thế thì mình sẽ mô tả ít nhất trong cuốn sách này, nếu bổ sung thêm từ đấy trong các công đoạn làm trà thì cuốn sách nó sẽ hay hơn. Thì lúc trước thì nó sẽ độ đầy hơi bí mật nên không tham khảo mình thêm một tí thì sẽ có nhiều cái từ bổ sung hơn hay hơn. Nghe đồng ý lên chuyện là Trung Quốc thì không tay học lại Trung Quốc thôi, nhưng mà cái quan trọng là hiểu cái nội hàm hơn là cứ bán vào một cái từ nào đó mà không hiểu nội hàm thì mới là chán. Tức là nếu hiểu nội hàm rồi thì mình dùng cái từ nào mà để gỡ đến cái nội hàm nó thì vẫn được. Tớ đang đoán Bookman Tơ phải dịch thêm sách. Có nhiều phương án là Bookman Tơ sẽ đi trước về dòng sách về trà. Ngoài cuốn này thì bọn mình đang săn một cuốn hơi hé lộ một tí, đấy là nói về Thổ Nhưỡng của trà, các vùng trà. Thì trong cà phê thì có quyển bản đồ thế giới cà phê anh Tuấn Anh, đây là hiệu đính cuốn đấy. Rồi có quyển từ điển cà phê anh Tuấn Anh cũng là người dịch cuốn đấy. Nhưng mà trà thì ở Việt Nam mình chưa tiếp cận những cái phần đấy, thậm chí là trà Việt thì cũng có một vài người viết nhưng mà cũng chưa tiếp cận ở cái hướng khoa học theo kiểu làm nghề này, hơi theo kiểu truyền cảm hứng thôi. Không biết là khi mà anh Tuấn Anh nghe cái câu chuyện về trà lên men và oxy hóa và cái câu chuyện đấy thì anh thấy ở trong ngành cà phê họ có gặp những vấn đề này không? Mình cũng quan quan như Sophia này có nói về việc oxy hóa với cả lên men, mình phải xác nhận là mình không có làm được trà và mình không được biết được đó, mà mình cũng có sự băn khoăn nhất định khi mà đọc sách, mà đặc biệt là cái điều mà nó có một câu nói là cái quá trình lên oxy hóa này nó sẽ bị chậm lại hoặc bị dừng ở cái nhiệt độ lên cao hay bao nhiêu đó, thì cái đấy là ngược với bản chất của oxy hóa, nhiệt độ càng cao thì oxy hóa càng mạnh. Thế mình có một cái điều thì đó mình không tin rằng đó là sự thật sinh mạng, mà mình tin rằng nếu mà phải chọn từ lên men oxy hóa thì tin nó lên men hơn. Đấy là một điểm. Cái điểm thứ hai nữa mà mình nhìn nó có sự tương đồng cà phê trong cái việc so sánh hai cái khái niệm mình cứ gọi là oxy hóa nhé, cái mà tôi nói hay là cái mà mình đang dịch chẳng hạn, bên oxy hóa một bên là lên men ấy. Với cà phê, với hiểu biết của mình về cà phê thì thực ra hai cái đấy là tương đồng, là bản chất là một, đều là cái quá trình mà có sự biến đổi hóa học, có cái xúc tác của các cái hy sinh. Nó chỉ khác một cái là cái mà mình đang gọi là oxy hóa thì nó là những cái chất liệu tự nhiên trong trà, trong lá trà nó có và tự động nó biến đổi trong cái khoảng nhiệt độ mà nó không bị stop. Thế còn cái việc mà mình đang gọi cái trà lên men đấy là mình cho thêm các cái hy sinh bên ngoài vào có kiểm soát, có chủ động. Thì ở cà phê nó gọi là yeast, nó dùng những cái con men đó, nó kiểm soát cái quá trình lên men nó theo cái chủ của nó. Thì mình hơi mình nghĩ như thế, tức là mình tin rằng cái chữ oxy hóa đấy nó vẫn là lên men, nhưng nó là lên men một cách tự nhiên, không có kiểm soát sự chủ động, chỉ kiểm soát bằng việc là cho nó nhanh hay chậm, nhiều hay ít, và nó phát sinh ra từ đường lúc nào. Đấy là cái cách nhìn của mình, rất nhanh mình nhìn qua mình có cảm nhận. Và đặc biệt là cái mấu chốt nó đến từ cái việc nó nói là khi tăng nhiệt độ lên thì cái quá trình oxy hóa nó bị dừng, thì cái đấy là không thực tế nếu thực sự là bản thân. Tại vì ông ấy dùng, ông ấy để fixing ông sạch xéo một cái là oxy hóa, thì ông ấy gọi cái quá trình đấy là như vậy, chứ ông ấy không dùng nguyên từ oxy hóa. Ok, chắc là chúng ta cái câu chuyện này thì là câu chuyện mà của khoa học sẽ còn phải
tranh luận với nhau nhiều cái khái niệm đấy. Và hy vọng là khi nào đấy anh Tony anh ấy sẵn sàng, bởi vì đợt vừa rồi thì cái khu vực của anh ấy bị bão. Đáng ra là Vũ Hà Tơ phải có một cái cuộc trò chuyện online với anh Tony trước. Nhưng mà cái quê hương của anh ấy ở Florida, chỗ ở của anh ở Florida thì là đợt vừa rồi trải qua trận bão rất là khủng khiếp. Cho nên là anh ấy không ngờ. Thực ra mất mạng không, bởi vì anh ấy là dân công nghệ. Thì mặc dù tất cả khu vực đấy mất mạng, nhưng anh ấy vẫn lấy được mạng của Elon Musk. Cho nên là anh ấy vẫn liên lạc với bọn mình. Nhưng mà cái số lượng người chết ở Florida quá lớn nhất, là anh ấy cũng bị trải qua một cái quá trình stress. Cho nên là mình cũng chưa sắp xếp được cái thời gian trò chuyện cùng với anh ấy. Bây giờ chúng ta quay trở lại với câu chuyện của cuốn sách Sophia và Hàng Nguyên. Chia sẻ thì tiếp theo đúng lịch trình. À, em chỉ nhớ, bây giờ em chỉ còn nhớ trong đầu là Hà Nguyên đã than thở mỗi lần Hà Nguyên dịch đến chuyện đến Trung Quốc. Lâu lại cha đi dịch mãi không xong. Nhưng mà lúc muốn thì không thể kêu thế. Đấy, một cái vui vẻ, một cái thông tin thú vị cuối cùng em muốn chia sẻ thêm về chặng là đường dịch trà. Khi mà Hà Nguyên cần phải tra cứu tiếng Trung thì Hà Nguyên đã tham khảo những kênh của tiếng Trung nào? Con dùng cái trang web để con dùng cái trang web để con web nào? Trang web tra từ điển tiếng Trung mà cho những người học tiếng Trung như thế này, cái trang web Hàn. Thì con dùng cái trang web để con tra cứu, vì ở đây nó có cả các cái nghĩa của giải từ và giải thích của từng chữ một, có cả Hán Việt và một trà được chữ. Nhưng nhớ có một loại trà nào đấy ở Việt Nam dịch bị nhầm một chỗ một chữ hay sao, xong rồi ra xin âm. Ngoài ra thì ví dụ như những cái đoạn mà giống trà mà không tra được, bởi vì bác Tony cũng không để tiếng Trung ấy, thì là bên tra kiểu gì? Còn ghi hẳn cả cái khi lên Baidu. Baidu đúng không? Thì Baidu cung cấp thông tin có đầy đủ không? Khi mà mô tả về... cũng thật ra là nếu mà cung cấp về những thứ của Trung Quốc thì Baidu nó phải khá là đầy đủ. Nhiều lúc còn hơi lan man qua khỏi vấn đề chính. Làm hối lúc đấy không? Khó, thường các cái cách người Trung Quốc nói về văn hóa của họ là thế. Điểm đó. Hồi trước Hà Nguyên đã từng thử tra cứu về trà Đơn Dùng Phượng Hoàng trên Baidu đúng không? Tức là trước khi dịch về này, tất cả các trà thì ở tất cả các trà ở trên Baidu, thì khi mà họ mô tả về các loại trà đấy thì có giống với cách của bác Tony mô tả. Ra là bác Sunny thì bác ấy mô tả gọn hơn. Chỉ mỗi cái phần góc mô tả những cái loại trà bác ấy chỉ mô tả một dòng ấy. Còn nếu như mà mình tra những cái loại trà đấy ở trên tài tu thì nó sẽ dài dòng hơn, như kiểu họ kể chuyện ấy, họ kể một câu chuyện rất dài về cái loại trà đấy, để kể cách truyền thuyết rồi xong rồi cách làm thì chắc cũng gần giống, xong rồi cái vị thì họ làm kiểu nó cái văn phong nó văng. Cái phần mô tả hương vị của họ thì Hà Nguyên thấy có tính thực tiễn. Có vẻ hơi không đúng lắm của con mình con. Thường thì trong cuốn này thì các tác giả như cũng khá ít mô tả về hương vị, cho nên là cũng không chắc là cái của Baidu nó có đúng không, hay là cái ba cái mô tả đúng không. Thực ra thì cái cuốn sách này thì có một cái thú vị là anh Tony anh không mô tả hương vị của mỗi loại trà. Cái này thì rất nhiều lần khi mà nói chuyện với anh Tuấn Anh là có nên mô tả hương vị của cái loại cà phê đấy hay không ấy, thì cũng hai anh em mấy lần ngày xưa có chia sẻ với nhau là kiểu cái sự mô tả hương vị đôi khi nó bị ấn định cái chủ quan vào cái người của cái người thẩm định và cái người uống, là đôi khi là cái khứu giác và vị giác của mỗi người nó lại khác nhau. Nhưng mà mình nghĩ rằng là cái lý do mình đoán thôi, cái lý do mà anh Tony anh không mô tả hương vị ấy, là bởi vì cùng một cái vùng trà, ví dụ như cùng một cái loại trà Đơn Dùng Phượng Hoàng, cùng cái vùng trà đấy thì mỗi nhà lại có những cái đặc trưng
của cha khác nhau và nó có thể tạo ra những bộ đô thị khác nhau và không phải đại trà linh mục hoàng nào cũng kiểu lên hương hoa lan ấy. Lần trước em bảo là có cái hương gì đấy em nhớ là có hương khác, xong một bạn bạn comment trên Facebook em bảo là hương bắt buộc hương bắt buộc hương đấy, nhưng mà tớ không thấy ra cái vị đấy thì cãi nhau mãi. Chỉ có thể là chính cái sự đa dạng của trà, và đúng như anh Tony anh nói là bậc thầy của hương vị, bậc thầy tối thượng của hương vị cho hợp tất cả các đồ uống, thì khiến cho anh ấy đã không không hề mô tả về cái gương của trà đấy phải như thế nào, vị như thế nào, mà anh ấy tập trung rất nhiều vào chế biến, anh đi rất là sâu vào các chế biến. Và nếu như mà các bạn dở cuốn sách ra và xem những cái bức hình ở trong cuốn sách thì sẽ thấy rằng là những cái bức hình đấy là những bức hình mà anh ấy tự chụp, anh ấy đi thử từng đấy mẫu trà mà anh ấy tự chụp. Và các bạn cũng thấy rằng là nó chưa đề cập đến hùng trà đến Nam nữa, bởi vì thực tế là anh mới đến Việt Nam một lần, và đợt vừa rồi anh mới khảo sát hùng trà Hà Giang, và anh ấy cũng muốn là thời gian bọn mình có đề cập với anh ấy là anh có thể đưa thông tin về trà Hà Giang vào khi mà anh sang Việt Nam rồi ấy, thì bạn có thể đưa được không. Nhưng mà bởi vì cái quyển về trà Hà Giang lúc là anh ấy phải làm với một tổ chức khác ấy, thì cái quyển này chưa ra, nên là nếu đưa bây giờ thì nó hơi dở, thế nên là chưa update được cái phần trà Hà Giang nào. Rồi cũng anh cũng chưa có nhiều trải nghiệm với trà Việt, nghĩ là không phải chỉ riêng một trà Hà Giang, với vùng trà như là Suối Giàng, Mộc Châu, rồi Thái Nguyên, thì bây giờ đều đã có một cái quá trình thay đổi rất nhiều, chuyển biến rất nhiều. Mình nghĩ rằng là anh Tony cũng sẽ cần thêm thời gian, và ra anh cũng vẫn đang rất là muốn quay trở lại Việt Nam trong một lần để có thể nghiên cứu về trà Việt. Thực ra trà Việt như hôm nay các bạn được trải nghiệm trà của anh Truyền, các bạn cũng có thể tìm hiểu thêm cái dòng trà organic của anh Thự, thì các bạn sẽ thấy rằng là trà Việt đang có những cái bước chuyển mình rất là lớn, và chúng ta thì đang ở trong quá trình học hỏi. Có thể đâu đấy chúng ta sẽ thấy là trà Việt đang học cái cách làm trà của Trung Quốc. Có nhiều người cực đoan ấy, thì cũng nói rằng là tại sao Việt Nam học theo cách của Trung Quốc, nhưng bởi vì là như các bạn thấy cái số lượng trà của Trung Quốc và cái kỹ thuật làm họ đã đạt đến cái mức độ điêu luyện rồi, thì trước khi chúng ta cố tạo ra cái gì mới thì chúng ta điêu luyện như thế đã điêu luyện đã rồi, không phải chỉ riêng trà Trung Quốc mà trà Anh ấy, xin lỗi trà trà Nhật cũng rất là nó không phong phú được như Trung Quốc, bởi vì là cái các vùng địa bàn của Nhật nó khá là tương đồng với nhau ấy, cho nên là sẽ không thể nào có được cái sự phong phú như Trung Quốc. Thế nhưng mà Nhật thì đã đạt đến cái độ tinh vi trong cái việc sao chế, đặc biệt là các dòng trà xanh của Nhật. Trà xanh của Nhật thì nó uống khá thú vị, mà có lẽ là Việt Nam cũng phải học hỏi rất là nhiều. Rồi thậm chí trà Hàn Quốc cũng được anh ấy liệt kê trong cuốn sách này, đó là một hoàng trà Hàn Quốc. Trà Ấn Độ cũng được đề cập đến, bởi vì có một số những cái vùng trà Ấn Độ Assam, kiểu Assam các thứ là gọi vùng nổi tiếng đó, thì anh ấy cũng đề cập đến. Không nhớ là Thái Lan có không nhỉ? Có Thái Lan là rất là kỳ cục, bởi vì nó là đất nước phủ trà. Mình có không nọ đợt trước mình có gặp một anh người Pháp, anh ấy làm một cái pha trà ở Thái Lan, anh ấy mua một cái pha trà pha nước Thái Lan giá chưa rẻ, lý lần đấy không phải trà nếu uống thì uống cái trà thái xanh thái đỏ chưa lần thấy đấy chai hoa chai chai thì cái pha đấy nó ở vùng rất là sâu ở trong Chiang Mai ấy. À, đó là gần chỗ Vân Nam ấy. Ờ, gần Vân Nam, gần Si Sao Mạc ạ. Cứ đến mùa cháy rừng anh ấy chạy sang Si Sao Mạc ạ. Thì, thế nhưng mà nó lại được liệt kê vào trong sách trước mình tất. Thì mình đoán rằng là do cách đi của Hoàng gia Thái. Cái vùng Chiang Mai đó là vùng nông nghiệp sạch,
Hoàng Gia Thái và vùng đấy là vùng đi đầu trong cái dòng nông nghiệp organic, thì Việt Nam bây giờ chưa có được một vùng đi thuần túy rõ organic như vậy. Em nói về Thái Lan như là organic Thái Lan thì từ nay nước này năm 2019 thì mình có lấy một bản hoàn trà và nước là bản đấy là được tiêu chuẩn organic của Thái Lan. Ngay cả câu chuyện mà anh giữ lại không biết lại đi đâu hết rồi, ngay cả câu chuyện sản xuất nó organic thì khi mà mình nói chuyện với anh nữa, mình thấy là cái câu chuyện organic ở Việt Nam rất cháo, anh thấy là rất là vất vả. Anh nghĩ về cái việc mà đi tìm vùng trà ở Việt Nam ấy, có những vùng trồng cây trà rất tốt, thế nhưng mà dân thì dùng thuốc diệt cỏ. Có thể họ không phun thuốc trừ sâu nha, bây giờ kiểu họ cũng khô lên rồi, họ biết là không phun thuốc trừ sâu để bán được giá hơn, nhưng mà họ vẫn sử dụng cái thuốc diệt cỏ, chỉ cần một hàm lượng rất 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 nhỏ thuốc diệt cỏ thôi thì nó cũng không đạt chuẩn USDA hay là bất cứ một chuẩn nào đấy mà được xuất khẩu được. Thì anh ấy đi tìm cùng trà rất là vất vả, thậm chí là cái quản lý kỹ thuật cũng vất vả, bởi vì chỉ cần một lần mà không lên thì để kiểm tra chất lượng, mà trời mưa bão xong rồi dân cỏ nó lên là dân lại thói quen cũ lại, việc là coi như cái mẻ trà đấy nó cũng trả lại, cũng rất là đau đầu, bởi vì trả lại thì cái tiền phí ship về Việt Nam nó còn cao hơn tiền là hủy luôn cả cái mẻ trà đấy. Thế cho nên là thường là sẽ phải chọn là thôi mình coi như vứt bỏ cả cái mẻ thì cho nên thế là kiểu đi con đường organic nó vất vả, và thực sự là cái quá trình kiểm soát phải đi từ đầu rất là mệt mỏi, và nếu như mà không phải cả một vùng organic là ví dụ như không được cả một huyện nó vẫn bay sang ấy, vùng nào kia bay sang rất là vất vả, kiểu đợt của em đi Mộc Châu ấy tôi thấy xuất khẩu và cái vùng nguyên liệu sản xuất ấy thì mình không có về sản xuất thì sẽ có gặp vấn đề này, và có đơn hàng như tầm 1 tấn, nhưng mà nếu một cái vùng ví dụ trong vườn thì hạn thì cũng được một tạ thôi, thì còn thiếu 900 tấn nữa hiện tại nữa thì phải đi gom của cái vùng khác lại, vùng khác lại và cái nhà xưởng khác lại, và cái xưởng khác lại thì nó đi gom một cái vườn nông thôn khác, cây cổ thụ 500 năm có, cây 50 năm có, cây 30 năm có, cây trừ dâu có, cây ô mít có, và thế là lúc chúng vậy trở lên, và khi sang đường về xuất khẩu những đối tác lớn thì sang cái hải quan nó sẽ test hay cả cửa khẩu quan, và nếu mà nó chỉ phát hiện nó test được tầm 8 chất, thì nếu mà có phát hiện ra một chất nào đấy thì nó hủy luôn cái cơ nhỉ, vậy thì Việt Nam không được dùng cái đấy. Nó chỉ xét nghiệm OK qua, còn trong thanh toán tiền kiểu nó LC của cái này qua, còn lại nếu không được thì được qua, không được thì coi như là những người này của mình nói quỷ còn ít tiền hơn là thua rồi trở về. Bây giờ Thái Lan nhiều người đau lên thì trà, nhiều người cũng rất phải trả, nhưng mà lô hàng đấy thì trà đấy thì cũng phải trả cho bà con, cái xưởng công nhân nên thành ra thì nó cú như là thẳng trắng thẳng nặng của mình trà. Nên thành ra trong mình trà thế giới khi phát triển rất là mạnh, và rất nhiều gia tộc cô là giàu lên mình trà, như cô đi đường Vân Anh nhớ rất nổi tiếng cái buôn trà lên, nhưng mà Việt Nam mình một hai đời khác là mất tích luôn, không đi đâu. Ví dụ như có những công ty lớn về trà Việt Nam như là Hùng Cường ở Hà Giang này, rất to, nhưng bây giờ mất tích rồi, chỉ còn cháu lên ông không xuất hiện. Ví dụ công ty Hoàng Long của em Lai cũng ba bốn nhà xưởng rất to nổi tiếng Việt Nam cũng rất to, nhưng mà cũng bây giờ cũng phá sản. Thế hôm nay mình dịch cái trà của thợ ta lên rất nhanh rồi, các bạn cũng không thái nhanh. Chúng ta nói chuyện nghe câu chuyện của anh chuyện thì lại nhớ đến một cái bài ngày xưa bắt Sophia mua dịch, đấy là cái bài về việc là thực dân Pháp ấy, nó đã thất bại trong việc đầu tư vào trà Việt như thế nào. Thực ra thì chúng ta nhìn thấy những cái farm trà như ở Thái Nguyên hay là Phú Thọ thì nó đều là những cái di sản của thực dân Pháp đầu tư để làm trà đồng để cạnh tranh với dân Anh. Với Anh thì nó ngoài cái việc khai thác trà thuộc địa Trung Quốc ra thì nó còn khai thác ở những cái vùng như là Ấn Độ, Pakistan,
nó chính cái hoạt động đấy của thực dân Anh, nó là phát triển cái vùng sàn Assam. Thế nhưng mà khác khi đầu tư vào trà ở Việt Nam thì nó đã phá sản và thất bại, không biết là Sophia còn nhớ bài đấy không? Em lúc ấy em dịch vì là quê hương em mà, nên em dịch và em kiểu thật là thất bại. Kiểu dạng như là họ không quản lý được rằng là các cái hộ dân ấy họ đang chăm sóc cây trà như thế nào và họ quản lý được điền ra sao, bởi vì là người dân rất là kiểu láu cá ấy. Trong đấy viết rõ ràng là cái đấy là một cái báo cáo của một ông viết về cho lại cho chính quyền Pháp. Ông ấy bảo là dân ở đây rất là láu cá, ý là bảo một đằng này làm một nẻo ấy, xong rồi còn kiểu lén lút đi trồng trà chỗ khác, tức là cái vườn quốc gia ở trong Xuân Sơn ở bên Thanh Sơn á. Đó thì là mãi về sau từ dân Pháp họ mới phát hiện ra rằng là rất nhiều người dân ở Phú Thọ đấy là đi vào trong sâu ở trong rừng đó và lén lút trồng rất nhiều các cái trang trại trà trong đó, các đồn điền trà trong đó riêng họ, và sau đó họ kiểu lén bán đi. Còn những cái phần mà thực dân Pháp đầu tư thì nó cứ trèo queo, xong rồi kiểu nó không được ba mấy về chất lượng ấy, thế là bị lỗ vốn ở vùng đấy. Nhưng mà mãi về sau mới phát hiện ra là thực ra vẫn trồng được, nhưng mà nó trồng ở chỗ khác. Dân ta thu được nhưng mà Pháp không thu được gì. Thì đấy là một cái báo cáo viết về cái sự thất bại của việc đầu tư vào đồn điền chè ở Thanh Ba, Phú Thọ. Tháng vẫn bỏ đâu. Nhưng tiêu sinh lực nhưng mà xin chia sẻ một chút là cũng người cái ngành trà thì những nhiều điều vùng trà như bên Bắc Yên Sơn La là trà chuối, cái trà chuối rất là hiếm, bản thân tôi cũng không thôi, nhưng mà mọi người rất là lấy từ Yên Bái, Hà Giang trở về đấy để gọi là trà chuối và chất lượng nó khác hẳn. Và thế là sau trà chuối một số vùng khác là những tiếng là trà kém, thì là vùng trần khác về cũng như là Thái Nguyên là bị tương thương thì tốt, nhưng mà bà con ta chở cái chiều này chở rất nhiều từ các vùng khác cùng ra bằng những cái từ chở ngược về chất đống ra cú họ về đúng rồi, vẫn đắn cái tương thương, thì đấy là một cái có thể là cái trong cái bản báo cáo đó thì ông tác giả cũng có nhắc đến việc là rất nhiều người dân là kiểu yên đi di rời từ vùng này sang vùng kia ở đúng không? Thế cũng mang giống trà từ Phú Thọ trồng sang Thái Nguyên, có thông tin đó. Đó thì nó làm cho các cái vùng trà đấy nó bị loạn giống ấy, không kiểm soát được, thế là kiểu bung bét hết cả ra, giống thì loạn, xong không canh tác được, xong rồi nó lén lút nó trồng ở chỗ khác cũng chẳng biết, nó làm một nó bảo ăn làm người nhưng mà nó báo có một á, đấy kiểu đấy. Thất bại với người Việt Nam đã không giống người Ấn Độ. Thế có lẽ là vì thấy trong cái cuốn sách này nó trẻ đặc sản nhưng mà nói rất nhiều vùng khác, trà rất là ngon, không được không còn ngon, nhưng mà trà Việt Nam ngon thật nhưng mà lại không được nhắc đến, nó không được đồng đều á, nó em nghĩ là nó không có sự đồng đều á, một cái vùng thì nó không đồng đều. Với cả kiểu thực ra là cái cách canh tác không phải của trà mà của cà phê nữa, do người Pháp thực ra cũng không phải lỗi của người Pháp mà chẳng cái hệ thống thế giới phương Tây lúc bấy giờ đã đi theo, bởi vì đấy là cái thời kỳ công nghiệp, họ không coi trọng cái yếu tố hương vị quá nhiều mà họ coi trọng cái việc là cung cấp các cái pin hay là những cái chất khác để tăng năng suất lao động. Lúc nào cũng vậy, kể cả là trà anh thì cái cảm nhận hương vị trà nó không nhiều bằng cái bê ấm trà rất là đẹp trông rất là quý tộc và ngồi ở trong các bàn trà chiều. Cái nó chỉ gọi là đưa hương để có thể ăn bánh xong rồi có thể nói chuyện thôi đó. Thì nói chung là chính vì thế nên là trà từ cái sự công nghiệp hóa theo cái lối đó thì nó khiến cho người ta không quan trọng về tính vùng miền, rồi tất cả có thể lấy từ rất nhiều vùng khác nhau và phối với nhau. Ví dụ như trà Earl Grey là nó phối giữa ba vùng trà khác nhau, Ceylon này, rồi Assam và một vùng nữa, Kenya, Kenya, ba vùng khác nhau, nó tạo ra cái hương vị Earl Grey này. Cho nên là nó không cái tính
đặc trưng mà để cảm nhận các thứ là không có, chỉ có đến gần đây, thậm chí là họ công nghiệp hóa đến mức mà họ tạo ra cái trái đi tông, biết tông hay đi mát các thứ thì đấy là một kiểu để thực hiện cái nhu cầu tỉnh táo, nhưng mà sau đấy khi cạnh tranh với nhau cho nên là sử dụng thêm hương liệu để tạo hương vị. Chỉ có đến những năm 60 thì ví dụ như cà phê đặc sản bắt đầu phát triển, họ bắt đầu đề cao cà phê đặc sản, đề cao thì có vùng miền, nhưng mà rồi cùng những cái hương vị đặc trưng của mỗi vùng miền thì lúc đấy là có cả một cái phong trào thế giới là kháng cự công nghiệp và đề cao tính trải nghiệm cá nhân con người. Trà cũng nằm trong số đấy, nhưng mà trà thì đi muộn hơn, nó đi cùng với cái sự trỗi dậy của Trung Quốc và Nhật Bản. Nhật Bản sau khi mà bị gọi là bị thất bại ở Thế chiến thứ hai thì họ bắt đầu giành lại cái hình ảnh của Nhật Bản. Thì những năm 60-70 họ bắt đầu giành lại cái thiện cảm của thế giới đối với Nhật Bản. Thì họ đi bằng chính ẩm thực, có sushi này, ramen này, rồi sau đấy đặc biệt là có trà. Trà Nhật là đi vào châu Âu mạnh mẽ và kiểu gây ấn tượng trước Trung Quốc. Sau đấy thì Trung Quốc cũng thế, Trung Quốc những năm 89 thì bắt đầu cởi mở với phương Tây, bắt đầu bình thường hóa quan hệ phương Tây, rồi đặt Tiểu Bình thực hiện một số các cuộc cải cách thực tế. Thì Trung Quốc cũng có một cái động lực là giành lại thiện cảm với phương Tây. Tôi không phải một đất nước nghèo nàn trong nghĩa nữa, tôi ở đất nước Đại Trung Hoa với cái truyền thống lâu đời. Thì bắt đầu các bạn sẽ thấy là cái sự xuất hiện của điện ảnh với rất là nhiều những tác phẩm như báo Hương Việt Cơ hay là Phải Sống, rồi Trung Quốc đi bằng điện ảnh màu sắc. Và sau đấy thì mình đến là Văn Hóa Trà. Văn Hóa Trà đi sau hơn, mình cũng chưa tìm hiểu xem là từ khi nào thì Trung Quốc trỗi dậy thì Văn Hóa Trà trỗi dậy một lần nữa. Nhưng mà nó thì khi mà bắt đầu kinh tế thường và bình thường hóa quan hệ với Mỹ thì bây giờ thì cái Văn Hóa Trà Trung Quốc mới được biết đến mạnh mẽ. Nhưng mà trước đấy thì thực sự là người phương Tây nhìn về trà Trung Quốc là vùng nguyên liệu cho trà Anh. Cái khái niệm mà chúng ta quen là hồng trà đúng không? Thì sang bên kia thì sẽ được dùng là black tea, thì bây giờ nó vẫn được sử dụng cho cái khái niệm đấy. Có rất nhiều huyền thoại về cái black tea đấy, nhưng mà một trong các huyền thoại là cái hồng trà của Trung Quốc sau khi mà đi theo con đường biển thì nó lên đây ở trên biển với nắng gió quá nhiều ngày và nó biến đổi đến mức mà nó không còn là cái hồng trà Trung Quốc nữa. Cái hương vị của nó chát hơn, nó không thơm bằng. Thế là sau người phương Tây gọi nó là black tea vì cái màu nước của nó. Nếu các bạn nhìn trà Anh các bạn sẽ thấy nó không có được cái sắc hồng với màu cánh gián đẹp như của Trung Quốc đâu, mà nó kiểu nó đen sẫm hơn. Nếu mà về trà đen có thể dùng cho trà lít không thì mát thì cứ để gọi là trà đen, gọi là trà CDC, trà gốc thứ thì nó là xay bút nhỏ là hẳn là được. Nó khác với cả cái hồng trà mình đang uống này, trà mình bút một tô một lá, một tô hai lá là cái nguyên liệu khác nhau và cái cách làm khác nhau. Cái trà kia thì trà đen là nguyên liệu của trà đi mát cũng để uống trà đậm chát thì làm nào trà gốc của xuyên 100%. Nó khác với cả hồng trà chúng ta đang uống bây giờ, nhưng ngoài kia có thì nó khoảng tầm 70-80%, tức là 70-80% thì vẫn còn tỷ lệ chát đắng hơn dưới, nhưng mà khi nó có ủ lại với nhau vài dài này và cái công tác làm việc nó sấy và ủ lên men cho nó chuyển hóa toàn bộ 100% hết ta lanh một cà phê và không phải chất đắng nào, và chắc là do ta lanh một đắng một cà phê nó cách làm thế không còn nữa. Đấy là chất đen so với cả và hồng trà ấy, một người gọi giống nhau nhưng mà khi uống khác nhau hoàn toàn. Trà hồng trà mình uống thơm ngon và nồng mật ong, còn trà đen theo nghĩa của phương Tây gọi là trà cắt bụi nhỏ ra để làm cái đi mát thì không còn cái mật ong, không còn cái cầu màu nước. Cái đi mát đấy khác phải so với Earl Grey thì nó mới thấy phát hiện thì nó vẫn chỉ lấy cái black tea làm cái hồng làm chất mềm thôi, còn là lại cái hương hoa khác làm cái nó không có hương hoa đâu. Cái Earl Grey là kiểu ba loại black tea khác nhau, ba vùng khác nhau trộn với nhau như kiểu là một cái
điển hình cho ở đây là những vùng đã thâm chiếm được lịch sử. À, như Sài Gòn trước thì nó có rất nhiều mùi hương hoa, hay là mùi hoa cam này. Đúng rồi. Về có em như có còn là có hương liệu của mình. Nó cũng tùy tùy nhà. Ví dụ như ở Hà Nội thì có một hàng xã ăn một hương liệu mà chị cần lý là kiểu thả mộc. Cái xã anh ấy nó cái sự khác biệt lớn nhất của cái cách đi xã anh với hồng trà đấy là chỉ là cái như anh nói là về cái độ chát là nặng độ lên men. Ví dụ như cái black tea trà anh thì khi mà ủ khi pha thì họ sẽ phải ủ 5 đến 10 phút, nhưng mà hồng trà mình pha thế là coi như hỏng là khi ủ là rất là chát phải đắm, nhưng mà uống cái kia mà không pha như thế thì không thể uống nổi được. Vì nó sẽ nhạt lãng lại mình sẽ để nó khoảng tối thiểu là 5 phút rồi nó sẽ để 10 phút để nó cứ ủ cho nó ra, và thậm chí là kiểu cứ rót nước để đấy hết đấy nó cũng không bị khác gì lắm. Cho nên là thực ra có rất nhiều người vẫn thích uống cái kiểu trà đen ấy, bởi vì không phải thao tác nhiều. Pha trà mạng có vẻ nó bị giống cái kiểu đấy. Sao nói trà đặc sản là ví dụ như trà hồng trà thì hái một tô một lá, một tô hai lá thì cái sa này hái rất là khó. Nhưng mà so với cả trà đen này thì dùng máy cắt ly bằng phát nên cả thân một cuộn dài một gang cũng có, mà chỉ cái một ký mỏ cũng không có. Thì họ dùng cái phương pháp công nghiệp để làm tiết kiệm rất nhiều công nhân. Dùng bàn hái. Ở trong cuốn sách thì anh Tony cũng đề cập đến cái sự phân biệt giữa trà thương mại, trà đặc sản. Có một cái bảng so sánh. Trà thương mại chắc chắn là dùng bàn hái. Xoẹt còn trà đặc sản thì chắc chắn là dùng hái theo búp. Theo quả có, nó có tiêu chuẩn một búp mấy lá. Với cả anh Tony cũng luôn nhấn mạnh về cái việc là hái trà để nó ảnh hưởng đến chất lượng trà. Quá trình hái với cả anh ấy cũng có đề cập đến cái che bóng trước khi hái bao nhiêu để cho nó tăng vị ngọt giảm vị chát đắng đi, anh cũng có nhắc đến. Bởi vì em thấy là ví dụ như là em có đi Thanh Sơn rồi ấy, thì kể cả Mộc Châu thì các cái đồi chè nó không có bóng cây che phơi nắng ở đấy nên là cái trà nó chát đắng. Thế nhưng mà trong cái cuốn này thì tác giả có đề cập đến là có một số vùng trà vườn trà là họ cũng không có cây, nhưng mà trước cái thời gian mà họ sẽ thu hái bao nhiêu ngày đấy, họ sẽ kiểu trải cái tấm để che bớt nắng đi cho nó ở trong râm nhiều ấy, để cho nó chuyển hóa cái chất hóa học để nó tăng cái vị ngọt lên, sau đó thì họ mới thu hái. Đó. Thì nó đấy là cái cách mà người ta phù phép để cho trà ngọt một cách tự nhiên. Chắc là bây giờ cũng là 4:30 rồi, ta đã nói 2 tiếng với trà. Nếu mà không có ai có chia sẻ câu hỏi thì ta dành thời gian ra ngoài uống trà, nói chuyện về trà không quan trọng bằng thưởng trà luôn.